Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân, Lý Dục Thần. Tập 29. Lý Dục Thần đã chết, Nghiêm Cẩn tận mắt chứng kiến, sau đó lại phái nhiều người đi tìm mà cũng không tìm được. Hơn nữa nếu Lý Dục Thần còn sống, cho dù giấu tất cả mọi người, cũng không thể nào giấu ông cụ và Mộng Đình. Nghiêm Tuệ Mẫn nhất thời suy nghĩ lung tung. Trong lòng hai vợ chồng có suy nghĩ khác nhau, nhưng quyết định đưa ra cuối cùng lại giống nhau, tham dự lễ đính hôn này. Nhưng sau đây phải đối mặt với một vấn đề khó, thuyết phục ông cụ không khó, còn Lâm Vân thì chỉ cần gọi một tiếng là được, còn con gái Mộng Đình thì phải nói thế nào? Tuy vẫn luôn giấu Lâm Mộng Đình chuyện Lý Dục Thần đã chết, nhưng Lâm Mộng Đình chắc chắn sớm đã nghe được tin này từ bên ngoài. Cô không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn rất buồn. Lúc này, bảo cô đi tham gia lễ đính hôn của người khác, cô có vui vẻ đồng ý không? Lâm Mộng Đình cũng nhận được thiệp mời. Ngoại trừ cô, Đinh Hương và Từ Hiểu Bắc cũng nhận được. Hiện giờ quan hệ giữa Từ Hiểu Bắc và Lâm Mộng Đình với Đinh Hương vô cùng tốt. Sau khi tin tức của Lý Dục Thần truyền đi khắp Đại học Nam Giang, là Từ Hiểu Bắc đã bảo vệ Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, dạy bảo đám người có ý định xấu với họ một trận. Có mấy người thậm chí bị gã đánh gãy tay chân. Tuy hiện giờ Lâm Mộng Đình và Đinh Hương đều đã khác ngày xưa, tu hành cũng coi như tiến bộ từng bước, người bình thường muốn hại bọn họ cũng không dễ dàng. Nhưng nếu không có Từ Hiểu Bắc, chắc chắn sẽ bị quấy nhiễu không ít, thậm chí cũng sẽ gặp nguy hiểm. Từ Hiểu Bắc vốn tưởng rằng thông tin Lý Dục Thần đã chết sẽ gây đả kích nặng nề với Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, nhưng gã không ngờ, hai cô gái đều kiên cường hơn gã tưởng tượng nhiều. Lần đầu tiên sau khi nghe được thông tin này, Lâm Mộng Đình và Đinh Hương thực sự hoang mang, nhưng khi họ đóng cửa, trốn trong phòng thì thầm tâm sự một hồi, ra ngoài thì giống như không có chuyện gì. Từ Hiểu Bắc rất hiếu kỳ, họ đã nghĩ thông suốt thế nào. Rất lâu sau, gã mới dám đi hỏi họ. Lý do của họ rất đơn giản, đó là họ tin chắc Lý Dục Thần sẽ không chết. Đình Hương còn đặc biệt gọi điện cho Mã Sơn, an ủi Mã Sơn, bảo Mã Sơn đừng lo lắng. Lý Dục Thần đã từng mất tích 13 năm, tất cả mọi người đều nghĩ anh đã chết, nhưng anh đột ngột xuất hiện trước mặt họ, còn mang đến bao nhiêu bất ngờ. Tại sao không tin anh lần này, cũng sẽ mang đến niềm vui bất ngờ. Có lẽ 10 ngày, có lẽ 3 tháng, hay 1 năm, cho dù là thêm 13 năm nữa. Sau khi nhận được thiệp mời, Từ Hiểu Bắc đi tìm Lâm Mộng Đình và Đinh Hương. Tuy lễ đính hôn do Từ Thông tổ chức, nhưng Từ Thông làm công tác bảo mật vô cùng tốt, ngay cả con trai cũng không biết. Từ Hiểu Bắc hỏi ý kiến của Lâm Mộng Đình và Đinh Hương, rốt cuộc có muốn tham dự lễ đính hôn này không? Ban đầu Lâm Mộng Đình còn từ chối. Cô không có hứng với những chuyện này, đặc biệt là lúc này. Trong lòng cô cho dù có kiên định tin chắc Lý Dục Thần còn sống đi nữa, cũng khó mà hoàn toàn bình tĩnh. Chỉ có lúc luyện công mới có thể khiến tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh, khiến niềm tin càng mạnh mẽ. Đinh Hương cũng vậy, nhưng Đinh Hương tỉnh tế rất nhanh phát hiện thiệp mời của ba người có phần khác nhau. Thiệp mời của cô ấy và Từ Hiểu Bắc giống nhau, thiệp mạ vàng giống nhau, nội dung bên trong giống nhau, kiểu chữ giống nhau, chỉ khác mỗi tên. Còn thiệp mời của Lâm Mộng Đình lại khác, chất liệu giấy đắt hơn, chữ bên trong cũng độc đáo hơn. Ngay cả ngữ khí cũng trịnh trọng hơn. Định Hương kéo Lâm Mộng Đình sang một bên, thì thầm nói, chị Mộng Đình, hình như thân phận của chị tôn quý hơn. Lâm Mộng Đình lắc đầu nói, làm sao có thể? Nếu luận thân phận, nhà họ Lâm không bằng nhà họ Từ ở Cô Tô, huống hồ hiện giờ nhà họ Lâm đang bấp bênh khó khăn, thân phận địa vị của Từ Hiểu Bắc chắc chắn tôn quý hơn tôi. Định Hương nói, cho nên, chị nói xem có khả năng, nhân vật chính của lễ đính hôn này là chị không? Tôi, làm sao có thể? Cô chủ thế gia Nam Giang, Lâm Mộng Đình, cậu ấm thủ đô, liệu có phải là anh Dục Thần không? Khi Đinh Hương nói ra những lời này, trong lòng Lâm Mộng Đình dường như nhảy lên. Từ Hiểu Bắc đợi họ thì thầm to nhỏ xong, thấy khí sắc của họ không đúng lắm, còn quan tâm nói, không muốn đi thì thôi, tôi cũng không đi. Chúng ta ở lại trường, học hành chăm chỉ. Lúc này, Lâm Mộng Đình nhận được điện thoại của Nghiêm Tuệ Mẫn. Nghiêm Tuệ Mẫn cẩn thận nói đến chuyện lễ đính hôn, hỏi ý kiến của Lâm Mộng Đình. Bà ta cho rằng con gái sẽ từ chối thậm chí là nổi nóng, và đã nghĩ sẵn rất nhiều lời khuyên nhủ. Nhưng không ngờ Lâm Mộng Đình trả lời vượt ngoài dự liệu, chỉ có một chữ, đi. Việc này khiến Từ Hiểu Bắc ở một bên vô cùng bất ngờ. Mấy lối ra vào xung quanh hồ Bắc của Hồ Tiền Đường đều bị phong tỏa,
cảnh sát giao thông chỉ huy dòng người và xe cộ qua lại trên đường. Thỉnh thoảng có xe tuần tra đi qua ven hồ, nhân viên bảo vệ trên xe tỉnh thần phấn khởi, dường như có chuyện lớn sắp diễn ra. Bên bờ hồ tiền đường được treo đèn rực rỡ, du thuyền đỗ bên bờ cũng treo đèn màu. Thỉnh thoảng có người đi dọc bờ đê, đến bến tàu, đi lên du thuyền. Họ đều là những khách quý đến tham dự lễ đính hôn thần bí hôm nay. Du thuyền nổ máy, rẽ mặt nước lướt đi, người trên du thuyền ngồi bên lan can, ngắm non sông gấm vóc vô cùng tươi đẹp. Đi về phía tây là đến khách sạn Viên Lâm Hồ Tiền Đường bên hồ. Cả khách sạn, ba mặt hướng ra hồ, một mặt dựa núi, diện tích cực rộng, bên trong có những đình nghỉ nhà lầu, được nối với nhau bằng cầu có mái tre, là một khu viên lâm trên nước Giang Nam điển hình. Lúc này, trên mặt hồ ngoài khách sạn đã dựng một sân khấu trên mặt nước rộng lớn, hai bên đã bố trí sẵn ghế ngồi, có thể chứa được mấy trăm người. Xung quanh là bến sông có thể cho du thuyền dừng đỗ. Người trên du thuyền đi xuống thì có thể dẫm lên thảm đỏ, có nhân viên tiếp tân hướng dẫn đến vị trí ngồi tương ứng. Một bên sân khấu là câu nổi rộng rãi, nối liền hai bên, có thể thông đến khách sạn. Ở bên khác, là không gian rộng lớn đặc biệt, phía trước là mặt nước rộng rãi, các khách quý ngồi trên vị trí thì có thể ngắm được toàn bộ cảnh sắc hồ tiền đường. Đoàn xe nhà họ Lâm đến Đại học Nam Giang một chuyến, đón Lâm Mộng Đình và Đinh Hương rồi mới đến hồ tiền đường. Đợi khi họ đến ven hồ, ở đây là đây xe hơi sang trọng. Mã Sơn đã đợi ở đây, ngoài Mã Sơn, còn có ba vị của quán Giang Hồ đến từ thành phố Hòa đi cùng Mã Sơn. Sau khi họ và người nhà họ Lâm gặp nhau, đến lối vào đưa ra thiệp mời, chậm rãi đi lên bờ hồ. Đến bến tàu du thuyền, vì mấy chiếc tàu đều đã đi, cần phải đợi một chiếc tàu quay lại mới có thể đến sân khấu trên nước. Cho nên có không ít người đợi ở đây. Những vị khách này đều là nhân vật nổi tiếng ở vùng lân cận, phần lớn đều quen biết nhau, cho dù không quen biết, cũng từng nghe đến danh tiếng, vừa giới thiệu là nhận ra. Cuộc hội tụ nhân vật nổi tiếng như này cũng thích hợp với giao lưu xã hội trong giới thượng lưu. Khác với những người dân trong dân gian ăn tiệc, người dân quan tâm đến hôm nay có thể được ăn một bữa ngon không, còn những người này lại quan tâm hôm nay có thể kết giao được mấy nhân vật lớn. Nhà họ Lâm cũng là nhân vật nổi tiếng, tuy không thể so sánh với gia tộc lớn ở tiền đường, nhưng cũng là đệ nhất thế gia thành phố Hòa, so với những người nổi tiếng bình thường, đương nhiên cao hơn mấy bậc. Nếu là ngày xưa, sớm đã có người chạy đến chào hỏi, không thiếu những lời nịnh nọt. Nhưng hôm nay, những người này lại không ai đến chào hỏi, giả bộ như không nhìn thấy, người nào lo chuyện của người nấy, thậm chí có người ngẩng đầu nhìn trời, vừa nhìn vừa tránh xa, dường như trên người nhà họ Lâm có bệnh truyền nhiễm vậy. Lâm Thu Thanh vốn muốn tiến lên chào hỏi, vì ông A nhìn thấy mấy người quen. Họ từng làm ăn qua lại với nhà họ Lâm, cũng từng nâng ly cạn chén trên bàn rượu, anh em có nhau. Nhưng từ khi hai nhà Lâm Viên cạnh tranh, họ đều đoạn tuyệt qua lại với nhà họ Lâm. Lâm Thu Thanh thấy vậy, cũng thôi không nối lại tình cảm, trong lòng dâng lên nỗi lạnh lẽo. Đúng là nghèo giữa chợ đông có ai thèm hỏi, giàu trong rừng sâu lắm kẻ thăm. Nhà họ Lâm vẫn chưa thất bại hoàn toàn mà đã như vậy rồi, nếu thất bại thực sự, sợ là sẽ thành chó rơi xuống nước, ai ai cũng muốn đánh đập. Ngược lại là Lâm Thượng Nghĩa, đứng đó với vẻ mặt điềm nhiên, cũng chẳng thèm nhìn những người đó một cái. Lúc này, một chiếc du thuyền quay lại đón người. Mọi người lần lượt lên thuyền, đợi khi người nhà họ Lâm muốn lên, bỗng trên thuyền có người nói, ôi trời, đã đầy người rồi, chật như vậy, không thể đợi chuyến sau à? Chẳng có chút giáo dục gì cả. Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn dìu đỡ Lâm, Thượng Nghĩa chuẩn bị bước lên thuyền, nghe thấy lời này, bất giác ngẩn người. Nhìn lên thuyền, đâu phải không còn chỗ, chỉ ngồi kín một nửa thôi, người nhà họ Lâm và mấy người Đinh Hương Mã Sơn đều lên hết, thì cũng vẫn còn dư chỗ. Lâm Thu Thanh nhìn sang người lên tiếng, là thiên kim Phạm Duyệt Khanh của nhà họ Phạm ở tiền đường. Ánh mắt Phạm Duyệt Khanh nhìn sang người nhà họ Lâm đầy khinh miệt. Là gia chủ của nhà họ Lâm, Lâm Thu Thanh không thể đôi co với một cô gái đáng tuổi con cháu. Nhưng bị Phạm Duyệt Khanh nói như vậy có chút khó xử. Nếu đi lên sẽ bị người ta nói không có giáo dục, nhưng nếu rút lui như vậy thì thật ấm ức quá. Phạm Duyệt Khanh là vãn bối, ngay cả Nghiêm Tuệ Mãn cũng không tiện nói gì, nếu cãi nhau, nhà họ Lâm càng mất mặt. Lại nhìn sang bố của Phạm Duyệt Khanh, Phạm Huệ Hoa, gia chủ nhà họ Phạm ở ngay cạnh cô ta, lại không hề có ý ngăn cô ta, coi như không có chuyện gì tận tưởng phong cảnh trên hồ.
nhà họ Phạm ở Tiền Đường chỉ có thể coi là gia tộc hạng 3, còn không chen nổi vào hạng 2. Ngày xưa khi nhà họ Lâm còn vẻ vang, Phạm Huệ Hoa cũng chủ động mời Lâm Thu Thanh ăn bữa cơm, bàn chuyện hợp tác hai nhà, thậm chí còn muốn hứa gả con gái Phạm Duyệt Khanh của ông ta cho nhà họ Lâm. Nếu không phải Lâm Vân, con trai của Lâm Thu Thanh còn nhỏ, chuyện này thật không tiện từ chối. Hôm nay, người này không những đoạn tuyệt qua lại với nhà họ Lâm, còn đâm mấy dao sau lưng, lấy đó lấy lòng nhà họ Viên, hoàn toàn hướng về nhà họ Viên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lâm Thu Thanh cũng coi thường người như vậy, nhưng hiện thực vô tình, chỉ có lúc thực lực cường mạnh mới có tư cách xem thường người khác. Nhưng lụi bại, những kẻ tiểu nhân gian dối mà mình coi thường sẽ nhảy lên cắn mình một cái, mà mình cũng không còn cách nào. Lâm Mộng Đình bỗng bước lên trước, nói, nếu cô chê chật thì có thể tự bao luôn một chiếc thuyền. Nói xong, liền đỡ lấy cánh tay của Lâm Thượng Nghĩa từ tay Lâm Thu Thanh, dìu nói, ông nội, chúng a lên thuyền. Lâm Thượng Nghĩa khẽ gật đầu, trong lòng thầm khen thái độ bình tĩnh điềm nhiên của cháu gái. Người trên thuyền phát ra tiếng xùy một hồi, hiển nhiên là vô cùng coi thường hành động của người nhà họ Lâm. Phạm Duyệt Khanh cau mày, nhìn Lâm Mộng Đình với vẻ mặt chê ghét. Trước nay phụ nữ coi trọng nhan sắc, khi nhìn thấy cô gái xinh đẹp hơn cô ta, thì muốn ỉm khuyết điểm của đối phương. Nhưng cô ta nhìn chăm chăm Lâm Mộng Đình hồi lâu, cũng không tìm được điểm nào kém hơn mình. Việc này khiến cô ta càng ghét. Ha, đúng là không có giáo dục, chẳng trách bị nhà họ Viên đánh thảm hại như vậy, lại còn có hứng thú đến tham dự tiệc như này. Cũng không sợ người trong bữa tiệc nhổ nước bọt, nhấn chìm chết các người. Phạm Duyệt Khanh ăn nói vô cùng khắc nghiệt. Lâm Mộng Đình chẳng thèm để ý, dìu Lâm Thượng Nghĩa lên du thuyền. Phạm Huệ Hoa vẫn luôn ngắm cảnh bỗng quay người nói, con gái, đừng đôi co với những người này. Họ không có giáo dục, chúng ta có giáo dục, họ lên thuyền, thì chúng ta xuống thuyền là được. Nói xong, ông ta dẫn Phạm Duyệt Khanh xuống thuyền. Họ vừa xuống thuyền, những người khác cũng đều xuống theo, dường như ôn thần lên thuyền vậy, người nào cũng chạy thật nhanh. Như vậy, chiếc thuyền rộng lớn chỉ chở mấy người nhà họ Lâm và Đỉnh Hương, Mã Sơn cùng với mấy người chị Mai. Vậy cũng tốt, không ai làm phiền, cũng coi như bao. Chọn du thuyền. Việc này cũng khiến những người trên thuyền với tâm trạng phức tạp cũng thoải mái hơn. Nhìn du thuyền rời đi, Phạm Duyệt Khanh bên bờ cũng bất mãn nói, bố, dựa vào cái gì mà để họ đi trước? Phạm Huệ Hoa nói, người nhà họ Lâm xui xẻo thế nào, con không biết hả? Ở cùng một chỗ với họ lâu, may mắn tiền tài sẽ mất. Chẳng may bị gia chủ nhà họ Viên nhìn thấy, còn tưởng chúng ta đứng về phía họ đấy. Người bên cạnh đều gật đầu, nói, đúng thế. Họ vừa lại gần, tôi đã cảm thấy toàn thân khó chịu. Đó chính là xui xẻo. Ấy, người nhà họ Lâm cũng thật là, đã như vậy rồi, còn có tâm trạng tham dự tiệc như này, cũng không sợ mất mặt. Phạm Huệ Hoa cười lạnh lùng một tiếng, nói, mất mặt thì đã làm sao, họ đến dành chút hy vọng. Chỉ có trong những buổi thế này, mới có thể trèo với được đại lão, tìm đường sống trong cõi chết. Có thể trèo cao đại lão gì chứ? Nhà họ Tiền hay nhà họ Cao? Người bên cạnh cười nói, người của nhà họ Tiền nhà họ Cao nhìn thêm họ một cái, coi như tôi thua. Hừ, có cùng dứt dậu, người gấp gáp có gì mà không làm được. Các ông không nhìn thấy nhan sắc của con gái Lâm Thu Thanh sao, chỉ cần cô ta chịu bán, nói không chừng thực sự có cơ hội xoay chuyển. Đúng thế, con gái của Lâm Thu Thanh đẹp thật, nếu chịu lên giường với tôi chưa chắc có thể kiềm chế được. Ha ha ha, đám người cười lớn một hồi. Trong lòng càng coi thường nhà họ Lâm. Thuyền hoa chậm rãi đi trên nước, ngắm được toàn bộ cảnh sắc non sông. Khiến người ta chú ý nhất là sân khấu trên nước, rộng lớn được dựng lên tạm thời đó. Cả sân khấu như một đóa hoa sen, nở rộ trên mặt nước. Sau khi thuyền dừng lại, người nhà họ Lâm xuống thuyền, đi lên sân khấu. Lúc này ở đây đã có không ít người, mỗi một khu vực đều đã có vài vị khách ngồi. Cũng có vài vị khách đang đi lại chào hỏi lẫn nhau. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp tân, người nhà họ Lâm đến trước chỗ ngồi của mình. Chỗ này gần với trung tâm sân khấu chính nhất, có thể nói là vị trí vô cùng đắc địa. Trong khách đến có rất nhiều người chỉ trỏ về phía bọn họ. Lâm Thu Thanh nhìn qua, vừa nhìn là thấy trên chỗ nổi đối diện, chính là Viên Thọ Sơn, gia chủ nhà họ Viên. Bên tổ chức hình như cố ý sắp xếp như vậy. Không biết là để tránh họ đụng phải nhau sẽ khó xử,
hay là có thể hình thành cục diện đối đầu chính diện. Các vị khách bên cạnh đều đang thì thầm to nhỏ. Ấy, chẳng phải là người của nhà họ Lâm thành phố Hòa sao? Sao họ cũng đến? Đúng thế, sản nghiệp sắp mất hết rồi phải không, lại còn có tâm trạng đến dự tiệc. Đúng thế, nhà họ Viên đã phản kích toàn diện, chưa đến mấy ngày nữa, nhà họ Lâm sẽ phá sản. Chắc chắn không, phá sản nhanh thế sao? Tốt xấu gì nhà họ Lâm cũng là đệ nhất thế gia thành phố Hòa đấy. Xì, đệ nhất thành phố Hòa, làm sao có thể so được với nhà họ Viên ở tiền đường. Hơn nữa, thành phố Hòa còn có nhà họ Triệu, nhà họ Phùng, nhà họ Cha, nhà nào cũng không thua nhà họ Lâm, đệ nhất này của họ, cũng chẳng vững chắc. Chúng ta tránh xa chút thì hơn, đừng để nhà họ Viên tưởng chúng ta đứng về phía nhà họ Lâm. Đúng đúng đúng, tránh xa một chút, bên tổ chức, cũng thật là, sao lại sắp xếp chúng ta và nhà họ Lâm ngồi cùng một bên chứ? Có vài người bắt đầu đứng lên, thậm chí một số người chuyển ghế. Nhân viên đến ngăn họ cũng không được. Không ít người trực tiếp chuyển đến đối diện, gần nhà họ Viên, tìm chỗ trống đặt ghế xuống. Những người mặc dù không đến phía đối diện, cũng chuyển vị trí cách chỗ nhà họ Lâm rất xa. Lâm Thu Thanh đứng lên, muốn đi chào hỏi những người từng quen biết và quan hệ trước đây khá tốt. Nhưng đi một vòng, lại không có ai muốn để ý đến ông ta, nhìn thấy ông ta như nhìn thấy ôn thần, cho dù có người vì lịch sự, không né tránh ông ta, thái độ cũng lạnh nhạt thờ ơ. Lâm Thu Thanh về lại chỗ ngồi của mình, thở dài một hơi, sắc mặt vô cùng khó coi. Nghiêm Tuệ Mẫn an ủi nói, Thu Thanh, đừng để trong lòng, đều là những tiểu nhân hám lợi trước mắt thôi. Lâm Thu Thanh than nói, tôi thì không sao, chỉ là muốn cứu vãn cục diện, xem ra hôm nay đến cũng vô. Ích xồ. Ngược lại là ông cụ Lâm Thượng Nghĩa, vẻ mặt bình tĩnh, tự nhiên uống trà do ban tổ chức chuẩn bị. Trà rất ngon, ban tổ chức thật chu đáo có lòng, Lâm Thượng Nghĩa nói, Thu Thanh, còn uống thử đi. Lâm Thu Thanh đâu có tâm trạng uống trà, lại không tiện trái ý của ông cụ, liền bưng chén trà miễn cưỡng uống một ngụm, vẻ mặt rất khổ sở. Lâm Thượng Nghĩa lắc đầu, nói con còn không bình tĩnh bằng Mộng Đình. Lâm Thu Thanh nhìn con gái mình một cái, nói, bố, bố không biết hoàn cảnh hiện giờ nhà Lâm, lửa sắp cháy đến nơi rồi, làm sao con bình tĩnh được. Lâm Thượng Nghĩa nói, sao bố lại không biết, hoàn cảnh của nhà họ Lâm, bố biết rất rõ, bố cũng biết các con vẫn luôn giấu bố chuyện Dục Thần đã chết. À, Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn đều kinh ngạc, bố biết rồi hai. Lâm Thượng Nghĩa gật đầu, sao bố có thể không biết chứ? Tuy Thiền Minh đã đi trước bố, nhưng bên cạnh bố vẫn còn có mấy người già thân thiết. Lúc nói đến Lâm Thiền Minh, trên khuôn mặt Lâm Thượng Nghĩa lộ ra vẻ đau buồn. Bố, vậy làm sao bố còn? Hừ, con muốn nói, làm sao bố còn bình tĩnh, sao không bị dọa chết, phải không? Không, bố, con không có ý đó, nhưng Dục Thần đã chết, chúng ta hoàn toàn mất hy vọng. Ngay cả chút cơ hội trở mình cũng không cớ, Lâm Thu Thanh cũng không che đậy trước mặt bố nữa, tuyệt nói vọng. Lâm Thượng Nghĩa trừng mắt nói, Dục Thần đã chết hay chưa, không ai biết. Chưa đến lúc cuối cùng, chúng ta vĩnh viễn không được từ bỏ hy vọng. Lùi một bước mà nói, Dục Thần chết, chúng ta không trở mình được, thì đã làm sao? Nhà họ Lâm cũng không phải chưa từng thất bại, cùng lắm là làm lại từ đầu. Làm lại từ đầu. Lâm Thu Thanh lắc đầu, đâu có dễ chứ. Sợ rằng Viên Thọ Sơn sẽ không tha cho chúng a, ngay cả cái mạng cũng mất, thì làm sao làm lại từ đầu. Lâm Thượng Nghĩa nhìn phía đối diện một cái, nói, đúng thế, có thể chúng ta sẽ đều mất mạng, nhưng chúng ta dốc hết sức lực toàn tộc, chẳng lẽ không thể giữ được mạng của vài con cháu sao? Lâm Thu Thanh ngẩn người, nhìn Lâm Thượng Nghĩa, bố, ý của bố là. Lâm Thượng Nghĩa bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp, một ngụm. Nói, hôm nay, nếu không có chút cơ hội chuyển mình nào, Tiểu Vân và Mộng Đình sẽ rời khỏi Nam Giang. Đi đâu bố? Đi đâu thì con không cần hỏi, bố đã sắp xếp xong rồi. Những người khác nhà họ Lâm cùng chấn kinh, nhưng cũng không ai dám hỏi. Lúc này, bên cạnh không biết có người nào nghe họ nói chuyện không? Bố à, Vân là bố suy nghĩ chu đáo, Lâm Thu Thanh vô cùng khâm phục bố của mình, điều này, mình lại không nghĩ đến, vẫn không đi sắp xếp. Nghiêm Tuệ Mẫn suýt nữa bật khóc, bà ta biết, qua đêm nay, bà ta rất có thể không được gặp con trai và con gái của mình nữa. Trừ phi giống như ông cụ nói, có cơ hội chuyển mình. Cơ hội chuyển mình. Ánh mắt Nghiêm Tuệ Mẫn sáng lên,
nhìn lên chính giữa sân khấu trống không. Hôm nay liệu có kỳ tích không đây? Bà ta không ngừng cầu nguyện trong lòng. Đúng lúc này, trên trời không biết có đám mây tím bay đến từ lúc nào, hiện ra vô cùng thần bí và lung linh dưới ánh mặt trời. Mọi người đều ngẩng đầu nhìn. Qua, lần đầu tiên tôi nhìn thấy đám mây màu tím. Đẹp quá! Đúng là hiếm thấy, màu tím tượng trưng cho phú quý, xem ra ngay cả ông trời cũng chiếu cố lễ đính hôn hôm nay. Đám mây màu tím chậm rãi trôi đến, cuối cùng lơ lửng dừng trên không trung sân khấu. Đám mây lan rộng ra, dường như kết hợp với hình dạng của sân khấu nở rộ như đóa hoa sen. Cánh hoa xòe ra, phân ra mấy đám mây tím khác, lơ lửng trôi trên không trung hồ tiền đường. Cả hồ tiền đường đều bao phủ một tầng ánh sáng thần bí của màu tím. Đây là hiện tượng tử khí đông lai, có người kinh hãi nói. Cũng không biết nhân vật chính của hôm nay là ai, đúng là trời phù hộ quý nhân. Đây thực sự là hiện tượng tự nhiên sao? Sao tôi cảm thấy là do con người tạo ra, chắc không phải là kiệt tác của ban tổ chức chứ? Nói bừa, ban tổ chức có lợi hại đi nữa, có thể thay đổi mây trên trời không? Ông tưởng là thần tiên hả? Nhân vật chính của hôm nay chắc chắn là người phi phàm. Chỉ có người phi phàm mới có thiên tượng như vậy. Qua, ngưỡng mộ quá. Nếu tôi là cô dâu của hôm nay thì tốt. Thôi đi, cô ấy à, cô có thể được cậu ấm nhà nào? Của thủ đô thích hả? Vậy cô nói xem, nhân vật chính của hôm nay là ai? Nam chính là cậu ấm nào thì tôi không đoán ra, nhưng nữ chính, tám phần là cô cả Tiền Hân Đồng của nhà họ Tiền. Cùng với mọi người xôn xao bàn luận, các vị khách đến gần đông đủ. Những vị khách đến vừa nhìn thấy người nhà họ Lâm, gần như không theo sự sắp xếp của ban tổ chức, chuyển vị trí của mình đến phía đối diện. Ngược lại là mấy nhà họ Triệu, Phùng, cha của thành phố Hòa, ngồi theo vị trí của ban tổ chức sắp xếp, không di chuyển. Họ cũng ngồi ở phía nhà họ Lâm, chỉ là cách hơi xa, cũng không chủ động đến chào hỏi. Như vậy, cả sân khấu chia thành hai phe. Một bên là các nhân vật lớn đứng đầu là nhà họ Viên, ồn ào chật chội. Bên khác, ngồi lác đác lưa thưa vài người, đều đến từ thành phố Hòa. Nhà họ Viên là hào môn siêu cấp, là một trong ba thế gia lớn ở tiền đường, thực lực và địa vị chỉ đứng sau nhà họ Tiền và nhà họ Cao. Hôm nay, người của nhà họ Tiền và nhà họ Cao không xuất hiện, vì vậy, đương nhiên nhà họ Viên như trăng sáng giữa dàn sao, trở thành trung tâm của buổi hội tụ nhân vật nổi tiếng này. Đặc biệt là Viên Thọ Sơn, gia chủ của nhà họ Viên đích thân đến. Đây là nhân vật mà lúc bình thường bao nhiêu người muốn gặp mặt cũng khó. Cùng là nhân vật nổi tiếng, người với người vẫn khác nhau, khoảng cách địa vị vô cùng lớn. Viên Thọ Sơn khí phách hiên ngang như trở về lúc còn trẻ. Lúc đó, ông ta có một ước mơ, chính là dẫn dắt nhà họ Viên đi đến vinh quang huy hoàng, trở thành đệ nhất hào môn tiền đường. Đương nhiên ước mơ này vẫn chưa thành hiện thực, vì trước ông ta còn có hai ngọn núi cao nhà họ Tiền và nhà họ Cao. Trong buổi tiệc hào môn nhiều như mây hôm nay, hai nhà này lại không đến, khiến cho Viên Thọ Sơn dường như thực hiện được ước mơ của mình, biến thành đệ nhất tiền đường. Vốn dĩ hôm nay ông ta không cần đến, nhân vật chính của lễ đính hôn này là ai mà cũng không biết, với địa vị của nhà họ Viên, chỉ dựa vào một tấm thiệp và một vài lời đồn không đáng tin, sẽ không lay chuyển được đại Phật như Viên Thọ Sơn. Nhiều lắm là Viên Nãi Minh sẽ tham dự, đã coi như là rất nể mặt rồi. Nhưng Viên Thọ Sơn có dự định của ông ta. Gần đây chuyện của nhà họ Viên và nhà họ Lâm đã rất ồn ào, tuy nói nhà họ Lâm phá sản là chuyện chắc chắn, nhưng giết địch 1.000, tổn thất 800, nhà họ Viên cũng không phải không có tổn thất. Lại thêm nhiều thế lực gia tộc như vậy đầu quân cho nhà họ Viên, đương nhiên cũng phải chia chút lợi ích cho họ. Như vậy, nuốt chửng nhà họ Lâm vẫn không thể bù đắp tổn thất. Viên Thọ Sơn sớm đã có ý định tiến quân về phía Bắc. Nếu có thể kết giao được với hào môn phía Bắc trong buổi lễ hôm nay, đặc biệt là cậu ấm thủ đô thần bí đó, thì sẽ có ích lớn với sự phát triển của nhà họ Viên sau này. Cho nên, lần này Viên Thọ Sơn đã chuẩn bị một phần lễ mừng hậu hĩnh. Vốn dĩ ông ta cũng nghĩ nhà gái là cô cả của nhà họ Tiên, lễ mừng cũng là thể hiện ý tốt với nhà họ Tiên. Nhưng hôm nay đến bây giờ nhà họ Tiền cũng chưa có một người nào đến, xem ra là sẽ không đến. Như vậy, đương nhiên nhà họ Viên sẽ thành nhà có địa vị cao nhất trong thế gia tiên đường. Viên Thọ Sơn cũng trở thành nhân vật trung tâm. Chốc nữa lễ đính hôn chính thức bắt đầu, bên Nam Giang chắc chắn sẽ mời một người bản địa đức cao vọng trọng lên chúc mừng gia chủ,
người được chọn này, chắc chắn sẽ là Viên Thọ Sơn. Vậy thì nhà họ Viên tự nhiên sẽ móc nối được quan hệ với thế gia thần bí đến từ thủ đô. Viên Thọ Sơn ôm theo dự tính hoàn hảo, nhìn sang phía đối diện Thanh Lạnh. Ở đó chỉ có mấy nhà đến từ thành phố Hòa. Hơn nữa cũng không ngồi cùng nhau, nhà họ Lâm ngồi ở giữa, những gia tộc khác phân tán khắp xung quanh, không ai chào hỏi ai. Viên Thọ Sơn cũng phải cười lạnh lùng. Ông ta biết rõ, những thế gia thành phố Hòa này vốn bất hòa, nhà họ Phùng còn tốt, nhà họ Triệu và nhà họ Lâm là kẻ địch. Thời gian trước, Lý Dục Thần dựa vào vũ lực, đưa con trai của nhà họ Lâm xông đến nhà họ Triệu, làm loạn nhà họ Triệu đến chó gà không yên. Còn có nhà họ Cha với nhà họ Lâm vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng cũng là Lý Dục Thần đến nhà họ Cha gây chuyện, khiến nhà họ Cha tổn thất hàng tỷ. Lý Dục Thần này, chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết gây chuyện. Hiện nay nhà họ Lâm đã bị xa lánh. Nhà họ Triệu và nhà họ Cha, có lẽ chỉ mong nhà họ Lâm phá sản càng sớm càng tốt. Viên Thọ Sơn đang nghĩ như vậy, một chiếc thuyền hoa dừng bên sân khấu trên nước. Một đoàn người xuống thuyền. Người đi phía trước nhất là Thẩm Bình Nguyên, đứng thứ hai nhà họ Thẩm ở thành phố Cô. Đi theo phía sau Thẩm Bình Nguyên là Thẩm Minh Xuân. Viên Thọ Sơn và Thẩm Bình Nguyên cũng coi như quen biết. Trước đây, Thẩm Bình Nguyên lăn lộn thế giới ngầm, biệt hiệu Tam Giang Long, rất có uy vọng trên giang hồ. Cùng ở Nam Giang, thành phố Cô cách tiền đường không xa, khó tránh phải qua lại. Viên Thọ Sơn có bối phận cao, lại biết kỳ thuật, lại thêm có quan hệ với tông sư Hà Trường Xuân ở tiền đường. Đương nhiên, Thẩm Bình Nguyên vô cùng tôn trọng ông ta. Nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm là thông gia, vợ của Thẩm Minh Xuân là con gái của Lâm Thượng Nghĩa, em gái của Lâm Thu Thanh. Nhưng sau khi xảy ra cuộc chiến Viên Lâm, Thẩm Minh Xuân cũng từng lên tiếng cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm, tuy sau này lại qua lại, nhưng Viên Thọ Sơn nghĩ chỉ là vì ngại tình cảm. Với sự anh minh của gia chủ nhà họ Thẩm, lúc này làm sao còn đứng cùng một trận tuyến với nhà họ Lâm. Viên Thọ Sơn ngồi ở đó, nói với Viên Nãi Minh bên cạnh, còn để trống mấy chỗ ngồi bên cạnh, Thẩm Bình Nguyên nhìn thấy bố ở đây, chắc chắn sẽ đến chào hỏi, để họ ngồi bên cạnh chúng ta, cho người nhà họ Lâm nhìn, thông gia của họ cũng hướng về chúng ta. Bố thật anh minh. Viên Nãi Minh khen một tiếng, liền đuổi mấy người địa vị tài lực bình thường bên cạnh ra, để trống mấy chiếc ghế. Viên Thọ Sơn yên lặng chờ đợi. Sau khi Thẩm Bình Nguyên xuống thuyền, dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp tân, đi thẳng lên thảm đỏ, vị trí của họ vốn được sắp xếp ở bên khu vực nhà họ Viên, chỉ là ở ngoài cùng, cách nhà họ Viên khá xa. Đương nhiên Thẩm Bình Nguyên đã nhìn thấy Viên Thọ Sơn, quả nhiên dẫn Thẩm Minh Xuân đi đến, cười ha ha chào hỏi, ông Viên à, đã lâu không gặp, không ngờ gặp được ông ở đây, dạo này vẫn khỏe chứ. Viên Thọ Sơn khẽ gật đầu, ồ, là Bình Nguyên à, tôi rất khỏe. Nào, đến bên này ngồi. Thẩm Bình Nguyên nhìn vị trí trống bên cạnh một cái, cười ha ha ôi, bên này nhiều người thật, chật chội quá, tôi thấy bên đó còn trống, tôi sang bên đó ngồi. Ông, Viên, ông cứ tự nhiên. Nói xong, liền dẫn Thẩm Minh Xuân và đám người tùy tùng đến phía đối diện. Viên Thọ Sơn ngẩn người. Thẩm Bình Nguyên này giở trò gì vậy? Thẩm Bình Nguyên đi đến đối diện, ngồi xuống bên cạnh người của nhà họ Lâm, vừa nói vừa cười với bọn họ. Viên Nãi Minh cả giận nói, bố, Thẩm Bình Nguyên này thật là không biết xấu hổ, bố tốt bụng cho ông ta chỗ ngồi. Viên Thọ Sơn khoát tay đáp, hầy, đừng để ý tới ông ta. Một nhà họ Thẩm mà thôi, không lật nổi cơn sóng nào đâu. Đợi thu thập xong nhà họ Lâm, làm bọn họ cùng chịu khổ luôn. Vừa vặn chúng ta mở rộng việc làm ăn tại thành phố Cô, tài nguyên của Hồ Trấn Trạch cũng không hề tệt. Viên Nãi Minh vô cùng bội phục khí phách và quyết đoán của bố mình. Lúc này vẫn nghĩ tới mở rộng gia tộc. Nếu không phải nhà họ Tiền và nhà họ Cao ỷ vào lịch sử lâu đời, đời con đời cháu quá nhiều, nhà họ Viên N đường. Sớm nên trở thành đệ nhất. Đúng lúc này, người chủ trì mà mọi người chờ đợi đã lâu đã đi ra. Sau lời dạo đầu tràn trề tình cảm mãnh liệt, anh ta mời khách quý biểu diễn ngày hôm nay, đều là minh tinh đỉnh cấp đang nổi tiếng. Giá trị bản thân của những minh tinh này không thấp. Bình thường hoàn toàn không mời nổi, nhưng hôm nay người đứng ra tổ chức lập tức mời một nhóm. Mặc dù quả thực khiến bầu không khí sôi nổi hơn, tuy nhiên đối với những nhân vật thượng lưu đang ngồi ở đây mà nói, minh tinh nổi cỡ nào cũng không tính là gì. Bọn họ mong mỏi nhìn thấy nhân vật nam nữ chính tối nay hơn. Lý Dục Thần đã sớm tới Hồ Tiền Đường, chỉ là không một ai chú ý đến anh.
Đương nhiên, lúc anh thu lại thần khí, người khác muốn chú ý tới anh rất khó. Anh cất bước đi trên rìa hồ, trên mặt hồ rộng rãi dập dờn sóng nước, thuyền hoa đi tới đi lui, lại không biết tại sao, trong lòng anh bình tĩnh như mặt nước phẳng lặng, không hề có gợn sóng. Khách khứa gần như đến đông đủ, lễ đính hôn cũng sắp chính thức bắt đầu. Nghe tiếng ca truyền đến từ trên thủy tạ nơi xa, nhìn bài trí xa hoa nhưng không mất cao quý tự nhiên này, Lý Dục Thần thật sự thật bội phục Từ Thông, quả nhiên là một người rất biết làm việc. Mọi chuyện đến bây giờ, tung đủ mánh lới lại chưa từng để lọt tiếng gió nào. Sau đó, nên đến lượt anh lên sân khấu. Từ Thông vốn thiết kế cho anh một cách thức lên sân khấu vô cùng đặc biệt, nhưng bị anh hủy bỏ, cuối cùng lâm thời sửa lại phương án. Lý Dục Thần phải dùng cách của chính anh. Đúng lúc Lý Dục Thần dự định rời đi, rìa hồ đột nhiên có một người phụ nữ chạy tới. Người phụ nữ này mặc mọi lễ phục thật dài, trên quần áo khảm không biết bao nhiêu kim cương, sáng lấp. Lánh. Nhìn ra được đây không phải là một người phụ nữ bình thường, chỉ riêng bộ lễ phục này là thứ không phải nhà giàu thường thường được mặc lên người. Biểu cảm cô ta vô cùng sốt ruột, chạy chậm suốt một đường. Tà dưới lễ phục kéo lê trên mặt đất. Cả đôi giày cao gót kia khiến cô ta không thể chạy nhanh được. Cô ta xách váy, uốn đầu gối, dáng vẻ chạy cực kỳ buồn cười. Sau lưng cô ta có một người đàn ông đi theo, nhìn thân thể và động tác hẳn là vệ sĩ của cô ta. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra thân phận của người phụ nữ. Lúc Từ Thông phát thiệp mời, căn cứ vào thế lực và địa vị của gia tộc được mở tiệc chiêu đãi mà quy định số lượng tùy tùng cho phép mang. Có thể mang theo vệ sĩ đến, gia thế đều không tầm thường. Bảo Tiêu đi theo không xa không gần, không hề xách váy giúp cô ta, không biết là do hạn chế thân phận hay sợ chạm rơi mất kim cương trên váy. Lý Dục Thần đứng yên trên rìa, ngay từ đầu cô ta không chú ý tới anh, đến tận khi lại gần mới phát hiện. Người phụ nữ vừa chạy vừa la, tránh ra, mau tránh Red. Lý Dục Thần tránh sang bên cạnh nhường đường, mặt đường trên rìa hồ rất rộng, nhưng váy của cô ta quá dài, lúc chạy qua bên người Lý Dục Thần, váy đụng phải đùi Lý Dục Thần. Cô ta bỗng nhiên dừng lại, căm tức nhìn Lý Dục. Thần, bảo anh tránh ra sao anh lại không đồng ý, chạm hỏng váy của tôi, anh bồi thường nổi không? Lý Dục Thần ngạc nhiên, chỉ đụng một cái mà thôi mà dễ hư vậy hả, đến tột cùng là quần áo hay là giấy báo thế? Giấy báo cũng không dễ hỏng như vậy đi. Cô ta đánh giá anh vài lần, thấy mặc dù anh mi thanh mục tú, nhưng quần áo bình thường, hơn nữa đến giờ vẫn chưa lên thuyền hoa, chỉ đứng ở chỗ này quan sát. Cô ta kết luận anh không phải khách quý nơi này, đại khái cùng loại với nhân viên công tác, ánh mắt liền trở nên ngạo mạn. Cô ta ngồi xổm xuống kiểm tra váy, hừ lạnh nói, may mắn không bị rơi kim cương, nếu rơi mất một hạt, bán anh đi cũng không đền nổi. Cô ta đứng lên, nhìn Lý Dục Thần, phát hiện Lý Dục Thần không hề có ý nói xin lỗi, giận dữ, anh sao vậy? Không biết xin lỗi hả? Không phải là câm điếc đấy chứ? Lý Dục Thần khinh thường nói chuyện với cô ta. Lắc đầu chuẩn bị đi. Cô ta thấy khuôn mặt anh khinh thường nhìn mình, cảm thấy bị sỉ nhục, giận dữ nói, dừng lại. Tôi ra lệnh cho anh, hiện tại lập tức nói xin lỗi tôi. Nếu không anh sẽ biết tay tôi. Lý Dục Thần quay đầu nhìn người phụ nữ trang điểm đậm đó và chiếc váy xinh đẹp của cô ta, cười hỏi cô định làm gì để tôi đẹp mặt đây. Hừ, với loại người như anh thì tôi chỉ cần nói một câu là có thể làm anh mất việc, thậm chí cuốn xéo khỏi tiền đường ngay. Anh tin không? Chỉ vậy thôi à, tôi còn tưởng cô sẽ nói là cô sẽ lấy mạng của tôi cơ chứ. Cô gái đó sững sờ, sau đó lại càng giận dữ hơn, cô A nói, đừng tưởng tôi không dám. Cô ta ra lệnh cho vệ sĩ, đánh anh ta tàn phế đi cho. Tôi không thay đổi sắc mặt nhìn Lý Dục Thần một cái rồi bước tới chỗ cô gái đó, nói nhỏ, thưa cô chủ, hôm nay ngài tới đây để dự tiệc. Động tới người của người ta trên địa bàn của chính người ta thì thật không hay. Cô gái đó cười khẩy, đáp, có gì mà không hay. Chỉ là một tên nhân viên quèn thôi mà, phía ban tổ chức làm gì được tôi chứ. Bố tôi đang ở ngay trong đó, cùng lắm thì tôi nhờ bố tôi nói với người ta một tiếng là xong. Chẳng lẽ ở tiền đường mà tôi lại không làm gì nổi một thằng nghèo kiết xác hay sao? Vệ sĩ không nói thêm gì nữa. Cô gái quay đầu liếc nhìn sân khấu ở đằng xa. Nói, tôi giao lại chuyện ở đây cho anh, tôi vào trong đó trước đây. Không đánh anh ta tàn phế thì đừng tới gặp, tôi. Nói rồi, cô ta xách váy chạy về phía chiếc thuyền hoa bên bờ, kêu to, này, mau cho tôi lên thuyền.
thấy cô gái đó đã lên thuyền, chiếc thuyền hoa chậm chậm đi xa bờ, vệ sĩ khẽ thở dài một tiếng, xoay người nhìn Lý Dục Thần. Xin lỗi nhé người anh em, cô chủ bảo tôi phải đánh anh tàn phế, anh tự chọn xem mình muốn bị đánh gãy một tay hay là gãy một chân. Nếu tôi không chọn cái nào cả thì sao? Lý Dục Thần hỏi. Vệ sĩ hơi sững sờ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Vậy thì tôi sẽ chọn giúp anh. Nói rồi, anh ta áp sát tới gần, ngón tay khum lại thành móng vuốt, chụp lên vai Lý Dục Thần. Tên vệ sĩ này không muốn đánh chết người nên chỉ sử dụng 3 phần 10 công lực. 3 phần 10 công lực của anh ta là đã đủ để bóp nát xương bả vai của người bình thường rồi. Anh ta không muốn lấy mạng của đối phương, chỉ bẻ gãy một cánh tay xem như hoàn thành nhiệm vụ cô chủ giao cho là được. Thế nhưng anh ta không ngờ rằng, ngón tay của anh ta dường như lại nắm phải một khối sắt, hoàn toàn không thể bóp nổi. Lúc này, tên vệ sĩ mới biết mình gặp phải cao thủ, vội vàng bóp mạnh hơn nhưng dù anh ta đã dùng hết sức bình sinh cũng vẫn không thể bóp nổi xương bả vai của đối phương mảy may. Anh ta định lùi lại để đổi ngón đòn khác nhưng đột nhiên bàn tay của anh ta lại bị hút chặt vào vai của đối phương, không rút về được. Đây là công phu gì vậy? Trong lúc anh ta còn đang thắc mắc thì một lực lớn truyền qua bàn tay anh ta, chạy dọc theo cánh tay tới bả vai. Anh ta nghe thấy một tiếng rắc vang lên, sau đó là cảm giác đau như khoan thẳng vào tim. Với mức độ hiểu rõ về cơ thể sau nhiều năm tập võ của bản thân, anh ta cực kỳ chắc chắn xương bả vai của mình đã bị đập nát. Tên vệ sĩ hoảng sợ nhìn Lý Dục Thần, thậm chí quên cả kêu đau. Lúc này, anh ta chỉ cảm thấy tuyệt vọng và sợ hãi. Anh ta chưa từng thấy cao thủ nào giỏi như vậy. Lý Dục Thần rung khẽ một cái, hất tay của tên vệ sĩ ra rồi nói, vừa rồi nếu anh bóp mạnh thêm 3 phần nữa thì giờ anh đã chết rồi. Lý Dục Thần nói đầy nhẹ nhàng như thể đây chỉ là chuyện rất đỗi bình thường. Tên vệ sĩ nghe xong ứa mồ hôi lạnh. Một người chủ như vậy không đáng để đi theo. Hôm nay anh bị gãy một tay cũng coi như là đã có cách để ăn nói thỏa đáng rồi. Đi đi, sau này khi chọn chủ, mắt phải sáng lên một chút. Nói xong, Lý Dục Thần xoay người đi dọc theo bờ đê ven hồ. Tên vệ sĩ nhìn theo bóng lưng của anh, rõ ràng anh đi rất chậm rãi, chẳng khác gì đang tản bộ nhưng chỉ chớp mắt, anh đã đi tới cuối con đê. Bấy giờ tên vệ sĩ mới biết mình đã gặp phải cao. Nhân! Anh ta chắp tay lại bóng người đã biến mất ở đằng xa, lúc này anh ta mới nhận ra một bên cánh tay của mình không còn nhấc lên nổi nữa. Thế nhưng, anh ta vẫn gắng gượng chắp tay bằng được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hai hàm răng run lập cập nói cảm ơn anh. Sau đó anh ta bỏ đi, đầu không ngoảnh lại. Cô gái nhấc chiếc váy kim cương dài xuống thuyền, bước lên thảm đỏ. Lúc này, phong thái đoan trang, nhã nhặn của cô ta kết hợp với chiếc váy dài lấp lánh kim cương trông chẳng khác gì một ngôi sao quốc tế, khác hẳn với người ban nãy vừa chạy vội vàng trên bờ đê ven hồ, cứ ngỡ như đã biến thành một người khác. Cô ta chậm rãi bước đi trên thảm đỏ, vừa đi vừa mỉm cười với những người xung quanh, lúc sắp tới chính giữa sân khấu, cô ta còn cố ý dừng lại một lát, như thể thảm đỏ và sân khấu này được chuẩn bị cho cô ta vậy. Mọi người nhỏ giọng xì xào bàn tán. Đây là ai? Mọi người không biết à, đây là con gái của chủ tịch tập đoàn Vinh Thành. Nhân vật chính của hôm nay không phải là cô ta đấy chứ? Rất có thể, mặc dù ông chủ lưu của tập đoàn Vinh Thành không phải gia đình có chức có quyền nhiều đời nhưng bàn về độ giàu có thì chẳng mấy ai ở Nam Giang dám nói mình giàu hơn ông ta cả. Mọi người xem kìa, người vừa đứng lên kia chính là ông chủ lưu, người này thì thầm bảo, ông ta chính là nhà giàu mới nổi số một của Tiền Đường chúng ta đấy. Bố, Lưu Hiểu Tinh nhẹ nhàng xoay tròn như bươm bướm, bố xem hôm nay con thế nào. Lưu Vinh Thành vui vẻ nói, tốt, tốt, hôm nay. Ngoài cô dâu ra, con gái của bố là đẹp nhất. Lưu Hiểu Tinh cười vui vẻ, nũng nịu nói, bố, vậy bố nói xem hôm nay con có được làm phù dâu không. Từ mấy ngày trước, mọi người đã nghe tin ở buổi lễ đính hôn long trọng này, phía ban tổ chức sẽ chọn một cô gái ở hội trường để làm phù dâu. Ban đầu, mọi người nghĩ đó là tin giả. Làm gì có ai lại chọn phù dâu ngay ở hội trường chứ? Ai biết được, nhân phẩm thế nào, bát tự có hợp hay không? Liệu có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không chứ? Người của xã hội thượng lưu rất để ý những chi tiết này. Huống hồ, đây chỉ là lễ đính hôn, không phải lễ cưới chính thức, thông thường không cần phải có phù dâu. Thế nhưng sau đó, tin tức này được lan truyền ầm
cuối cùng ban tổ chức ra thông báo xác nhận tin đồn này là thật. Vậy là các cô con gái của những gia đình giàu có đều muốn thử sức. Chọn phù dâu ngay ở hội trường chẳng khác gì chọn người đẹp nhất ở đó. Trong một cuộc tụ hội của những gia đình giàu có thế này, nếu như được chọn thì quả là một chuyện vẻ vang biết bao. Không chỉ bản thân người được chọn có sắc đẹp và phong thái chinh phục được cả hội trường mà ngay cả gia tộc chống lưng cho cô gái đó cũng đạt được sự tán thành của phía ban tổ chức. Gia đình nào có con gái xinh đẹp chưa lập gia đình cũng đều chuẩn bị kỹ càng, nhất là với những gia đình giàu có hạng xoàng, không thuộc tầng lớp cao cấp, đối với bọn họ, đây là một cơ hội cực kỳ tốt để xuất đầu lộ diện. Chính vì cơ hội này mà Lưu Hiểu Tỉnh đã đặt may riêng một chiếc váy kim cương. Chiếc váy này được một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của châu Âu thiết kế, trên váy đính 999 viên kim cương. Do đặt may đột xuất nên thời gian rất gấp gáp, để khoác trên mình chiếc váy này tới dự lễ đính hôn, Lưu Hiểu Tinh đã đến muộn. Cũng vì nó mà khi đụng phải Lý Dục Thần ở trên đê, cô ta mới nổi giận như vậy. Đương nhiên chiếc váy này rất đắt, đắt tới mức người bình thường khó có thể tưởng tượng nổi, nhưng đối với nhà họ Lưu thì nó chẳng là gì. Tập đoàn Vinh Thành là một trong những doanh nghiệp lớn nhất Nam Giang. Lưu Hiểu Tinh là con gái của chủ tịch tập đoàn Vinh Thành. Nếu chỉ xét riêng về tài sản thì khối tài sản của chủ tịch Lưu Vinh Thành tập đoàn Vinh Thành vào hạng nhất nhì ở Tiền Đường, được gọi là người giàu ngầm nhất Nam Giang. Thế nhưng tiếc là Lưu Vinh Thành không có gia thế hậu thuẫn. Hơn 30 năm trước, Lưu Vinh Thành chỉ là một thợ mộc nhỏ nhưng ông ta rất có đầu óc kinh doanh, lập nghiệp từ nghề thợ mộc. Từ từ chuyển sang buôn bán đồ gỗ nội thất, cùng với sự phát triển vượt bậc về kinh tế của Hoa Hạ mấy chục năm trở lại đây, ông ta mở rộng lĩnh vực từ vật liệu xây dựng sang may mặc, từ hóa chất tới nguồn năng lượng, gần như ôm hết tất cả các ngành công thương nghiệp truyền thống, hơn nữa ở mảng nào. Ông ta cũng đều làm ăn với quy mô lớn. Có người nói ông ta may mắn, thực ra may mắn cũng là một biểu hiện của năng lực, thay vì nói ông ta là người ăn may gặp thời. Chỉ bằng nói ông ta là người biết nắm bắt mỗi một thời cơ mình gặp được. Thế nhưng, bất kể ông ta có thành công tới đâu, giàu có tới đâu đi chăng nữa thì so với những gia đình có quyền lực thực sự, ông ta vẫn còn thiếu chút căn cơ. Đúng là tiền bạc có thể sai khiến quỷ thần nhưng khi có nhiều tiền đến một mức độ nào đó thì tác dụng của tiền không còn lớn như tưởng tượng. Hơn nữa, dù Lưu Vinh Thành giàu có cỡ nào thì ông A cũng chỉ có một mình, trong khi ở những gia đình giàu có nhiều đời chẳng thiếu gì người có tiền. Trong giới nhà giàu, người ta không so xem ai giàu có hơn trên bảng xếp hạng mà là so xem ai có tầm ảnh hưởng lớn hơn. Ai có thể ảnh hưởng tới nền kinh tế địa phương, ảnh hưởng tới quy hoạch đô thị, thậm chí có thể ảnh hưởng tới chính sách của quốc gia, đây mới là căn cơ của giới thượng lưu. Trong mắt những gia đình thượng lưu thực sự, Lưu Vinh Thành chỉ là một tay nhà giàu mới nổi. Cho nên ở xã hội thượng, ông ta có một biệt danh chẳng lấy gì làm vẻ vang là nhà giàu mới nổi số 1 Nam Giang. Lưu Vinh Thành không quan tâm tới tiền nhưng ông A quan tâm danh vọng, quan tâm tầm ảnh hưởng. Cho, nên ông ta cũng rất để tâm tới buổi tiệc hôm nay. Nếu như con gái của ông ta có thể trổ hết tài năng ở đây thì sẽ có ích rất lớn đối với uy tín của ông ta cũng như tập đoàn Vinh Thành. Nếu như may mắn hơn nữa, Lưu Hiểu Tinh được con cháu của gia đình giàu có khác, chẳng hạn như nhà họ Tiền, họ Cao, họ Viên, thậm chí là một gia đình giàu có nào đó ở thủ đô ưng ý. Nếu như nhà họ Lưu kết thông ra với những gia đình này thì từ nay nhà bọn họ sẽ thoát khỏi cái mác nhà giàu mới nổi. Đây là ý đồ của Lưu Vinh Thành. Có thể, sao lại không thể? Lưu Vinh Thành nhìn cô con gái ăn mặc xinh đẹp, gật đầu hài lòng. Chỉ xét riêng mình trang phục thôi thì hôm nay trong số các cô gái trẻ đang ngồi ở đây, không có ai bắt mắt hơn con gái ông ta cả. Ông ta khá đắc ý đưa mắt nhìn những người đang ngồi xung quanh một lượt. Sau đó bước tới trước mặt Viên Thọ Sơn, vươn tay ra, nói bằng giọng cung kính. Thưa cụ Viên, hôm nay trong số những người đang có mặt ở đây, ngài là người có bối phận cao nhất, đức cao vọng trọng nhất, lời ngài nói là có uy tín nhất. Mời ngài nhận xét thử xem, liệu con gái Tỉnh Tỉnh của tôi có tư cách làm phù dâu hôm nay không? Câu nói ấy của Lưu Vinh Thành khiến nhiều người nảy lòng kinh thường, nhất là những người cạnh tranh cơ hội được chọn trở thành phù dâu. Chậc! Chưa từng thấy ai không biết xấu hổ như vậy đấy. Nhà giàu mới nổi đúng là nhà giàu mới nổi, tưởng cả người treo đầy kim cương là sang hả, trông thật thô tục. Phía dưới có người thì thầm bàn tán nhưng Lưu Vinh Thành giả vờ không nghe thấy, ông ta chỉ quan tâm tới thái độ của Viên Thọ Sơn. Chỉ cần Viên Thọ Sơn mở lời,
cho dù chỉ làm mầu nói một câu thôi thì cũng chắc chắn thêm điểm cho con gái ông ta. Viên Thọ Sơn không thích Lưu Vinh Thành, trong mắt ông ta, Lưu Vinh Thành là một tên nhà quê. Nhưng Lưu Vinh Thành rất giàu, cực kỳ giàu. Ở thời đại bất thường này, người như Lưu Vinh Thành cũng là đối tượng nhà họ Viên cần lôi kéo. Dã tâm của Viên Thọ Sơn không chỉ có tiêu diệt nhà họ Lâm, dạy dỗ nhà họ Thẩm gần gũi với nhà họ Lâm mà ông ta còn muốn bước thêm bậc thang nữa, nâng vị thế của nhà họ Viên lên, không dám nói vượt qua hai nhà Tiền Cao, nhưng tệ gì cũng phải ngồi ăn chung bàn với nhà họ Cao. Ha ha ha, Viên Thọ Sơn cười to nói, Tổng Giám Đốc Lưu à, chuyện này tôi nói cũng không được tính, đều do ban tổ chức quyết định mà. Lưu Vinh Thành cười to nói, Tinh Tỉnh, mau qua đây gặp bác Viên nào. Lưu Hiểu Tinh xách váy thong thả đi đến cúi đầu chào Viên Thọ Sơn, cháu chào bác Viên ạ. Viên Thọ Sơn gật đầu bảo, ngoan lắm, thiên kim của nhà họ Lưu trời sinh mỹ miều, trang phục hôm nay cũng rất phù hợp. Lưu Vinh Thành biết Viên Thọ Sơn là một lão cáo già, làm mầu khen vài câu nhưng lại không có chút nào. Tỏ ý đứng về phía Lưu Hiểu Tinh, nhưng tất cả đều nằm trong dự đoán của ông ta, khen vài câu là đủ rồi. Ông ta mỉm cười xảo quyệt nói. Tinh Tinh. Con xem kìa, bác Viên làm chỗ dựa cho. Con rồi đó, hôm nay vị trí phù dâu kia thuộc về con chắc rồi. Con không mau cảm ơn bác Viên đi. Lưu Hiểu Tỉnh vội nói, cháu cảm ơn bác Viên ạ. Sắc mặt Viên Thọ Sơn hơi đổi, đây chắc chắn không phải là ý định ban đầu của ông ta nhưng vẫn không hề phản bác chỉ thản nhiên nói, chúng ta phải tin tưởng ánh mắt của ban tổ chức. Cứ như vậy giống như Viên Thọ Sơn đã thừa nhận Lưu Hiểu Tinh làm phù dâu hôm nay. Những người bên cạnh đều rất phẫn nộ nhưng lại không biết làm sao. Lưu Vinh Thành không cần sĩ diện nhưng bọn họ cần. Huống hồ, có vài người chuẩn bị cạnh tranh vị trí phù dâu lại không có tài lực bì kịp với nhà họ Lưu. Mọi người không thèm nói nữa mà chỉ đắm chìm vào những màn biểu diễn trên sân khấu. Trên sân khấu lúc này là một vị dương cầm gia nổi tiếng đang diễn tấu một bản nhạc dịu êm. Bản nhạc vừa hết, người dẫn chương trình đi lên giới thiệu ngôi sao tiếp theo lên sân khấu. Thời gian dần trôi qua, ngôi sao lên sân khấu càng lúc càng có vị thế hơn. Ban đầu, những ngôi sao lên sân khấu ấy chẳng là gì trong mắt người của xã hội thượng lưu. Nhưng những ngôi sao lên sân khấu này lại quan trọng hơn đôi phần, chẳng hạn như vị Dương Cầm Gia vừa biểu diễn kia rất có danh tiếng trên đài quốc tế. Từ đó về sau, những người lên sân khấu đều là những nhân vật tai to mặt lớn rất ít khi chạy sâu, xuất đầu lộ diện trước công chúng. Khi bọn họ lên sân khấu, đến cả những người nổi tiếng tụ hội hôm nay cũng phải bật thốt kinh ngạc. Điều này càng tỏ rõ được thực lực của ban tổ chức. Đến khi ngôi sao cuối cùng biểu diễn xong, người dẫn chương trình bước lên sân khấu, sau khi nói vài lời kịch hài hước thì hưng phấn rạng rỡ nói. Thưa các vị khách quý, tôi biết các vị vẫn luôn mong chờ đến thời khắc này, diễn viên của chúng tôi sẽ cởi chiếc khăn che mặt thần bí này để gặp mặt các vị. Trước đó, xin để chúng tôi tiết lộ đáp án hôm nay. Tôi tin rằng tất cả mọi người đều đã biết chúng ta sẽ chọn ra vị công chúa xinh đẹp nhất trong các vị ngồi đây để làm phù dâu hôm nay. Người dẫn chương trình ngập ngừng một chút. Qua sự quan sát âm thầm của ban tổ chức, cuối cùng đã quyết định phù dâu hôm nay chính là sân khấu trên nước to lớn như vậy mà giờ lặng thinh. Đến cả Lưu Hiểu Tỉnh trong đám đông cũng căng thẳng không thôi. Người dẫn chương trình nhìn quanh khán đài một vòng, lượn qua khu vực thưa thớt nhà họ Lâm đang ngồi. Sau đó lại đảo mắt qua khu vực của nhà họ Viên. Mỗi một cô gái khao khát trở thành phù dâu bị người nọ liếc mắt nhìn sang đều tim đập thình thịch, hy vọng mình sẽ trở thành người may mắn kia. Người dẫn chương trình nhìn một lượt rồi mỉm cười, đưa tay chỉ vào khu vực ngồi của nhà họ Lâm, nói. Phù dâu của hôm nay chính là cô chủ Đinh Hương. Tất cả mọi người lặng im không một tiếng động. Bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, kể cả bản thân Đinh Hương. Cho dù lòng Đinh Hương vẫn luôn mong đợi Lý Dục, thần còn sống, mong ngóng từng phút từng giây cho đến lễ đính hôn đặc biệt vào ngày này, nó sẽ là điều bất ngờ Lý Dục thần dành cho Lâm Mộng Đình. Nhưng chờ đợi chỉ là chờ đợi, thậm chí nó còn là một niềm hy vọng xa vời. Huống hồ, cho dù giấc mộng ấy trở thành sự thật đi chăng nữa, diễn viên cũng là Lý Dục thần và Lâm Mạn Khanh, không liên quan gì đến cô ấy. Còn cô ấy chỉ mong rằng anh Dục thần còn sống, sống một đời hạnh phúc. Được vậy đã thỏa mãn lắm rồi. Cô ấy không ngờ rằng phù dâu lại chính là mình. Ngay tại thời khắc ấy, tim Đinh Hương đập thình thịch. Là anh Dục Thần, chắc chắn là anh Dục Thần đã đạo diễn mọi chuyện,
nếu không thì nào đến lượt cô ấy làm phù dâu chứ? Suy nghĩ ấy càng mãnh liệt, cô ấy lại càng thêm lo lắng. Lỡ như không phải thì sao? Lỡ như đó là người khác thì sao, khi ấy cô ấy sẽ không đồng ý làm phù dâu gì đâu. Đình Hương đấu tranh tư tưởng cả buổi trời, cuối cùng dưới sự thúc giục của Lâm Mộng Đình cô ấy mới chịu đứng lên. Lúc này, lòng Lâm Mộng Đình còn dao động mãnh liệt hơn cả Đinh Hương. Cô ấy như nhìn thấy khung cảnh Lý Dục Thần đang mỉm cười đi về phía mình, tay cầm nhẫn kim cương và bó hoa hồng, quỳ gối cầu hôn. Nhưng tưởng tượng được một nửa, cô lại không dám nghĩ tiếp. Suy nghĩ của cô giống với Đinh Hương, lỡ như không phải thì sao? Đến lúc đó thất vọng sẽ càng lớn hơn. Vậy nên, cô cố gắng khắc chế ảo tưởng của bản thân, nhanh chóng tỉnh táo lại. Đình Hương vừa đứng lên, tất cả mọi người xôn xao. Ban đầu lặng im là bởi vì không ai biết Đình Hương là ai. Bọn họ chưa từng nghe nói đến cái tên ấy, cũng không biết ở tiền đường và những khu vực xung quanh có nhà giàu nào họ Đinh. Và lại còn vì người dẫn chương trình chỉ vào khu vực. Nhà họ Lâm ngồi, nơi ấy ngoài trừ nhà họ Lâm cũng chỉ có nhà họ Triệu, nhà họ Phùng, nhà họ Cha đến từ thành phố Hòa và nhà họ Thẩm đến từ thành phố Cô. Sao bỗng dưng lại xuất hiện một người họ Đinh chứ? Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt vào Đinh Hương, trong ấy có ánh mắt khó hiểu, có ghen tị và cũng có thù hận. Viên Thọ Sơn cũng thấy kỳ lạ, sao lại chọn người từ bên phía nhà họ Lâm kia chứ? Lẽ nào ban tổ chức có quan hệ gì với nhà họ Lâm ư? Đến khi nhìn thấy dung nhan của Đinh Hương ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Cô gái ấy quả thật rất xinh đẹp. Quan trọng là vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo như nước suối đầu nguồn kia rất khó tìm thấy ở các thiên kim tiểu thư xuất thân từ các gia đình giàu có. Điều đáng tiếc duy nhất là cô gái ấy ăn mặc rất bình thường, nếu chăm chút hơn tí thì ắt có thể xinh đẹp lấn át mọi đóa hoa thơm cỏ lạ. Nhưng dù vậy cũng có thể được chọn, xem ra quả thật ban tổ chức tuyển chọn rất cẩn thận. Nếu có quan hệ với nhà họ Lâm thì bọn họ nên chọn Lâm Mộng Đình mới đúng, dù sao nhan sắc của Lâm Mộng Đình cũng nghiêng nước nghiêng thành. Viên Thọ Sơn thầm nghĩ, đối với ông ta, ai làm phù dâu cũng không sao cả, nhưng mà ban tổ chức không đến chào hỏi ông ta và những người đức cao vọng trọng ở đây đã khiến ông ta thấy bất mãn. Người của thủ đô thật kiêu ngạo. Viên Thọ Sơn không quan tâm ai làm phù dâu nhưng có vài người không chấp nhận hiện thực. Hiện trường im lặng trong chốc lát rồi sôi trào trở lại. Người gây sự trước tiên chính là Lưu Hiểu Tinh. Hôm nay cô ta đã tốn rất nhiều tiền. Sức lực và tinh thần, đặt may lễ phục đính kết kim cương, mời chuyên viên trang điểm của Hương Giang trang điểm cho mình, nhưng lại không trúng dù chỉ một cái nào, điều này sao khiến cô ta không tức điên được chứ? Dựa vào đâu chứ? Lưu Hiểu Tinh to giọng chất vấn, dựa vào đâu mà cô ta có thể được chọn làm phù dâu chứ? Tiêu chuẩn tuyển chọn của các người là gì thế? Có người phụ họa, đúng vậy, liệu có phải đã sắp xếp trước rồi không? Nếu đã sắp xếp trước thì nói một tiếng trước đi. Đừng trêu đùa chúng tôi. Những người này mỗi người một lời, người dẫn chương trình không lên tiếng không khỏi khiến người ta nghi ngờ năng lực xử lý tình huống của người dẫn chương trình. Lưu Hiểu Tinh thấy người dẫn chương trình không hé răng một lời, tưởng rằng đang chột dạ, liếc mắt nhìn Đình Hương càng thêm tức giận. N hao ôi, xem kìa, đây là cô chủ nhà ai thế? Ăn mặc giống mấy tên khố rách áo ôm, các vị có ai quen cô Đinh này không? Mọi người lắc đầu. Không biết, tới bây giờ chưa từng nghe qua. Tôi quen cô ấy là học sinh của Đại học Nam Giang, là bạn học với Lâm Mộng Đình của nhà họ Lâm, trước kia hình như làm nhân viên phục vụ ở một khách sạn. Ha ha ha, thật là, chó mèo gì cũng có thể vào đây à, còn làm phù dâu nữa. Không thể nào, nhân viên phục vụ hả? Nhân viên phục vụ có thể trúng tuyển, ban tổ chức làm gì thị? Lúc này, người dẫn chương trình lên tiếng. Các vị thân mến. Các vị chỉ là khách chúng tôi mời đến đây thôi, mong chớ quên thân phận của chính mình. Nếu có bất kỳ bất mãn nào với chúng ta thì các vị có thể rời đi. Nể mặt các vị mới coi các vị như khách quý. Nếu ai không tán đồng, muốn gây sự ở đây thì đừng trách chúng tôi không khách khí. Giọng điệu và vẻ mặt của anh ta trở nên rất nghiêm túc như đổi người khác. Vừa rồi là người dẫn chương trình nhưng giờ lại khiến người ta hoảng hốt tưởng đại ca xã hội đen nào đó đang nói chuyện. Tất cả im lặng. Rất nhiều người nhíu mày, bất mãn với lời của người dẫn chương trình. Lời này thật quá đáng, quả thật không nể mặt nhiều tai to mặt lớn ngồi đây. Ban tổ chức này là ai thế, gia tộc ở thủ đô cũng không ngông cuồng như vậy,
bọn họ không sợ đắc tội với giới nhà giàu ở Nam Giang sao? Cơn tức của Lưu Hiểu Tỉnh còn chưa tiêu tan bèn cả giận nói, anh là cái thá gì chứ? Một tên chó săn dẫn chương trình thôi mà cũng dám nói vậy à? Người dẫn chương trình cười khẩy, vung tay lên. Một đám người áo đen đi ra từ bên sườn sân khấu, bọn họ mặc tây trang, đeo kính kính râm, bao tay màu trắng, chân mang giày da bóng lưỡng, chân bước đều bước. Bọn họ vừa bước lên sân khấu thì nhanh chóng tản ra, lộ ra gương mặt lạnh như băng, đối diện thẳng với khách khứa. Mọi người cảm giác được một luồng áp lực vô hình. Những người ngồi ở đây đều là người đã thấy qua việc đời, biết rõ đám người mặc áo đen này không phải là những tên bảo vệ hay xã hội đen thông thường, mà là cao thủ chân chính. Loại khí thế này, đoán chừng trên tay bọn họ đã dính không ít máu tươi, có lẽ là đều người từng bước qua chiến trường. Người có thể dễ dàng triệu tập được một đội ngũ như vậy, tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Không khí tại hiện trường ngay lập tức trở nên căng thẳng. Viên Thọ Sơn cảm thấy có hơi khó chịu, bên ban tổ chức cũng quá không nể mặt khi sắp xếp cho ông ta ngồi ở vị trí như vậy. Tuy nhiên, cô con gái này của Lưu Vinh Thành thật sự là kỳ cục, nói mà không biết nghĩ. Lúc này, ông ta nhất định phải đứng ra nói chuyện, nếu không sẽ khiến thân phận có vẻ không đáng kể. Mọi người đừng tranh cãi nữa, chúng ta tới đây để dự yến tiệc, quy định là do người khác đặt ra, bọn họ có quyền này. Chúng ta nên tin tưởng vào ánh mắt của ban tổ chức, cũng như tin vào vị khách quý đến từ thủ đô kia. Bọn họ sẽ không để người Nam Giang chúng ta phải thất vọng. Những lời này rõ ràng là để khống chế tình hình, nhưng thực chất là đang nhân cơ hội tập hợp các đại gia của Nam Giang lại với nhau, đồng thời cũng đang ám chỉ và cảnh cáo ban tổ chức, các người nên làm việc cho. Cẩn thận. Tuy nhiên, đây là tiền đường, còn ông ta là ông chủ của tiền đường. Tình hình đã được kiểm soát. Người chủ trì cũng không có đuổi đám người mặc áo đen đi mà chỉ mỉm cười, nói với Viên Thọ Sơn, xin gia chủ nhà họ Viên yên tâm, chúng tôi chắc chắn sẽ mang lại bất ngờ cho ngài và mọi người. Anh ta không đợi Viên Thọ Sơn tỏ thái độ, đã tiếp tục nói, tiếp theo, xin mời phù dâu xinh đẹp của chúng ta bước lên thảm đỏ đến bục 3L. Chào đón nhân vật nam chính của ngày hôm nay cậu Lý đến từ nhà họ Lý ở thủ đô. Toàn trường xôn xao. Nhà họ Lý đến từ thủ đô. Nhà họ Lý nào vậy? Tôi cũng không biết, ở thủ đô có mấy nhà họ Lý, nhưng đều không phải là gia tộc lớn gì, huống chỉ là tứ đại gia. Hừ, còn tưởng rằng là tứ đại gia chứ, hóa ra chỉ là gia tộc hạng ba. Đúng vậy, phô trương lớn như thế, cũng quá coi thường Nam Giang chúng ta rồi. Tiền đường còn có nhà họ tiền đâu, cũng không thua kém bất kỳ gia tộc nào ở thủ đô. Những người trẻ tuổi thất vọng, nhưng một số người lớn tuổi hơn một chút lại nhớ về quá khứ. Nhà họ Lý ở thủ đô, không phải là, ông cũng nghĩ đến nhà họ Lý của năm đó sao? Nhưng không phải nhà họ Lý đã biến mất một cách bí ẩn hơn 20 năm trước sao? Các người đang nói cái gì vậy? Nhà họ Lý nào cơ, cậu thanh niên bên cạnh hỏi. Nhà họ Lý. Đó chính là gia tộc đứng đầu ở thủ đô trước đây. Đứng đầu ở thủ đô, tại sao tôi chưa từng nghe nói đến? Vì cậu còn nhỏ, khi nhà họ Lý còn thịnh vượng, cậu còn chưa được sinh ra. Mà lúc cậu được sinh ra thì nhà họ Lý cũng đã biến mất rồi. Biến mất ư, sao lại biến mất? Không biết, dường như không có một ai biết, chỉ là sau một đêm, nhà họ Lý đã không còn. Hả, chỉ sau một đêm thôi ư, cậu thanh niên kinh ngạc. Anh ta không cách nào tưởng tượng nổi gia tộc lớn nhất thủ đô sao lại có thể biến mất chỉ sau một đêm như vậy. Viên Thọ Sơn cũng đầy nghi ngờ khi nghe được hai chữ nhà họ Lý. Là nhà họ Lý đó sao? Không thể nào. Nếu thật sự là nhà họ Lý đó, vậy thì tốt hơn hết là ông ta nên kết thân một phen. Dù sao đó đã từng là gia tộc đứng đầu, cho dù có suy tàn, cho dù chỉ còn lại một người duy nhất còn sống sót thì cũng không thể coi thường. Nếu như hôm nay đã tổ chức một lễ đính hôn lớn như thế, vậy thì đây có thể là một sự trở lại mạnh mẽ. Nhưng, liệu đó có thật là nhà họ Lý đó hay không? Tất cả mọi người tò mò nhìn theo hướng đỉnh hương đang đi tới, đến mức tất cả đều quên mất chuyện về phù dâu, muốn nhìn một chút, rốt cuộc có phải là nhà họ Lý đó hay không? Hơn nữa, vị thiếu gia nhà họ Lý đó sẽ là một người như thế nào? Đỉnh hương bước chậm rãi dọc theo thảm đỏ. Trong lòng cô ấy cũng rất kích động, khi nghe nói về cậu Lý đến từ thủ đô, cô ấy gần như chắc chắn rằng điều mình mong đợi sẽ xảy ra. Lâm Mộng Đình,
nhà họ Lâm và tất cả những người quen biết Lý Dục Thần khác cũng giống như cô ấy, đều rất hồi hộp. Lâm Mộng Đình cảm thấy tim mình chưa bao giờ đập nhanh như vậy, trái tim cô như sắp nhảy ra khỏi lông ngực. Khi Đinh Hương đi đến mép sân khấu, gần bến tàu nơi neo thuyền, Lâm Mộng Đình đã khẩn trương đến mức sắp ngạt thở. Cô có chút không dám nhìn, sợ rằng mong đợi của mình sẽ trở thành vô vọng. Cô muốn nhắm mắt lại nhưng đôi mắt lại không chịu nghe lời, vẫn nhìn chằm chằm vào mặt hồ đang dập dờn những ngọn sóng biếc bên ngoài bến tàu. Mọi người đều nghĩ rằng sẽ có một con thuyền đi đến từ mặt hồ, vị thiếu gia nhà họ Lý thần bí kia sẽ đứng ở đầu thuyền, sau đó bước lên thủy đình một cách phóng khoáng. Tuy nhiên vấn đề là bến tàu trống trải, không có một chiếc thuyền nào cả. Xa xa cũng không có chiếc thuyền nào đang di chuyển trên mặt hồ. Đây là có chuyện gì xảy ra vậy? Người đâu rồi? Đến một chiếc thuyền cũng không có, cậu Lý đó rốt cuộc đến từ chỗ nào, cũng không thể là bơi lội đến đây chứ. Hừ, chỉ là ra vẻ ta đây mà thôi, muốn khiến chúng ta chờ đến sốt ruột. Tôi nghĩ nhà họ Lý này cũng chẳng có gì đặc biệt. Mặc dù có người phàn nàn, nhưng mọi người vẫn chăm chú nhìn về phía bến tàu trên mặt hồ. Ê, mọi người mau nhìn xem những đám mây trên trời kìa, đẹp quá đỉ, có người hô nhỏ một tiếng. Mọi người nhìn lên bầu trời. Những đám mây màu tím trôi lơ lửng, không biết từ khi nào, chúng đã biến thành hình dạng của những bông hoa. Những đám mây tím nở rộ trên bầu trời, từng bông, từng bụi, từng mảnh từng mảnh. Chúng phản chiếu lên mặt hồ như đầy hồ hoa tử đỉnh hương đang nở rộ. Wow, đẹp quá đi! Thảo nào phù dâu lại tên là Đinh Hương, cái này chắc là do ban tổ chức đã sắp xếp tốt từ trước rồi phải không? Không thể nào! Ban tổ chức lợi hại đến mức có thể khống chế mây trên trời sao? Nói không chừng là một loại công nghệ đen nào. Đó. Hoa tím phủ đầy trời, đầy hồ, mặt nước phản chiếu ra ánh sáng màu tím. Mây tím bay lên, tạo nên một khung cảnh yên bình, đẹp đẽ, làm trái tim mọi người ở đây cũng dịu lại, không khỏi cảm nhận được một vẻ đẹp vô biên. Lúc này, một mảnh hoa tím tụ lại với nhau trên bầu trời. Đám mây màu tím này bay rất thấp, gần với mặt hồ. Đột nhiên, từng cánh hoa rơi xuống từ trên mây, hóa thành những đám mây chảy xuôi giữa không trung, rủ xuống mặt hồ. Càng ngày càng có nhiều cánh hoa rơi, bay múa đầy trời, nhìn rất đẹp. Mây tím rủ xuống mặt hồ cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, chỉ chốc lát sau đã ngưng ụ thành một thảm mây màu tím trên mặt hồ. Chẳng biết lúc nào, một bóng người màu trắng đã xuất hiện trong đám mây tím đang bay lên. Thảm mây trải rộng trên mặt hồ trước mặt anh, cuộn lên, trải thẳng về phía sân khấu của Thủy Đình, giống như một tấm thảm màu tím trải trên mặt hồ. Người nọ đạp mây mà đến, bộ quần áo trắng tung bay trong gió, nổi bật trên nền mây tím, trông đặc biệt sạch sẽ, bắt mắt. Khi anh đi tới, thảm mây tiếp tục trải ra, đám mây cuộn lại, mây tím bay lên. Mọi người thấy vậy đều choáng váng. Đây chính là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đây chính là cậu Lý thần bí đến từ thủ đô. Wow, thật sự là quá đẹp, Phạm Duyệt Khanh không nhịn được kêu lên đầy kinh ngạc, không hổ là thế gia đến từ thủ đô, giống như thần tiên vậy, không biết cô dâu tương lai hôm nay là sẽ là ai đây. Thật là hâm mộ quá đi. Bố, sau này con kết hôn, liệu có được như thế này không? Phạm Huệ Hoa, gia chủ của nhà họ Phạm nói, bố cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy ở tiền đường. Nếu con muốn thì chỉ có thể dựa vào chính mình. Ý của ông ta là nhà họ Phạm không có khả năng để làm loại trường hợp như vậy, nếu muốn thì cô ta phải tự tìm một nhà tốt. Lưu Hiểu Tinh ở bên cạnh nói, bố, đám cưới của con sau này nhất định cũng phải đẹp như vậy. Lưu Vinh Thành, chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Vinh Thành cười lớn, nói, đám cưới con gái của bố chỉ có đẹp hơn. Lát nữa bố sẽ đi tìm ban tổ chức, lần này cậu Lý tốn bao nhiêu tiền, bố ra giá gấp đôi. Phạm Huệ Hoa cau mày, trong lòng thầm mắng, đúng là nhà giàu mới nổi. Thật không biết xấu hổ. Chẳng qua lúc này, sự chú ý của mọi người đều tập trung trên người của cậu Lý đang đạp mây mà đến, không có ai quan tâm đến sự vô sỉ, khoác lác của Lưu Vinh Thành. Mây tím mở đường, Lý Dục Thần đạp mây mà đến, áo trắng tung bay giữa làn mây. Cảnh tượng này đã đốn tim biết bao cô gái. Đây là phương thức xuất hiện bất ngờ nhất, đẹp trai nhất. Cũng là phương thức khiến người ta rung động nhất mà bọn họ từng thấy. Nhìn mây bay cuộn lại, trải ra, cậu thanh niên áo trắng phóng khoáng càng ngày càng đến gần, mọi người đều nín thở, lặng lẽ chờ đợi.
Lý Dục Thần chậm rãi bước đi trên thảm mây tím. Đây là một phân đoạn do anh tạm thời bổ sung, thay thế cho phương án lên sân mà Từ Thông đã bố trí cho anh trước đó. Từ Thông, người đang chỉ huy trong một phòng ở khách sạn Viên Lâm cách hồ Tiền Đường không xa, cũng nhìn thấy cảnh tượng này từ cửa sổ. Vốn dĩ Từ Thông có chút không hài lòng với việc Lý Dục Thần tạm thời thay đổi bố trí của ông ta. Ông ta tự nhận phương án bố trí cho màn xuất hiện của Lý Dục Thần của mình đã gần như là hoàn mỹ, trong thời gian ngắn như vậy khó có thể làm ra được phương án tốt hơn. Hơn nữa, việc thay đổi cách xuất hiện của anh cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình mà ông ta đã sắp xếp trước đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì sao? May mắn thay mọi việc diễn ra suôn sẻ. Đối với những lời phàn nàn, oán giận của những vị khách kia, ông ta sớm đã đoán được. Đây cũng chính là hiệu quả mà ông ta muốn. Cho đến khi nhìn thấy hoa tím nở rộ khắp bầu trời, mây tím bay xuống, Lý Dục Thần đạp mây đi tới, Từ Thông cuối cùng cũng bị thuyết phục. Từ Hiểu Bắc đứng bên cạnh ông ta càng sửng sốt hơn, phải mất nửa ngày mới hỏi, bố sắp xếp cái này sao? Đây là loại công nghệ đen gì vậy? Từ Thông khế thở dài một hơi, làm sao bố có thể có năng lực như vậy? Tiểu Bắc, kết bạn với cậu Lý là quyết định sáng suốt nhất mà bố của con từng làm trong đò. Từ Hiểu Bắc nghĩ tới chuyện xảy ra trong trường, sau khi tin tức Lý Dục Thần chết truyền đến, những người đó muốn dậu đổ bìm leo, chuẩn bị đối phó Lâm Mộng Đình và Đinh Hương. Gã không khỏi nghĩ mà sợ. May mắn bố của gã sáng suốt, để gã dạy dỗ lại những người kia. Mây tím cuối cùng trải đến bên cạnh Thủy Đình, Lý Dục Thần vừa mỉm cười vừa bước vào trong đình. Anh Dục Thần, Đinh Hương kinh ngạc kêu lên, thật sự là anh. Mà đám người Lưu Hiểu Tỉnh đứng trước mặt, vừa nhìn thấy Lý Dục Thần đã kinh ngạc há hốc mồm, hơn nửa ngày sau mới run giọng nói, là cậu ta. Sao lại là cậu ta? Con quen biết cậu ta ư, Lưu Vinh Thành hơi vui mừng bất ngờ nhìn con gái. Vâng, Lưu Hiểu Tinh gật đầu, nhưng khuôn mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng, rõ ràng anh ta là nhân viên, con cho Ninh Tử đi phế anh ta, sao anh ta lại là cậu Lý? Cái gì, Lưu Vinh Thành kinh hồn bạt vía, rốt cuộc là thế nào? Lưu Hiểu Tinh kể lại cảnh xảy ra trên bờ hồ vừa nấy. Sắc mặt của Lưu Vinh Thành trở nên còn khó coi hơn cả gan heo. Vốn dĩ muốn mượn cơ hội hôm nay, nịnh bợ kết giao với thế gia thủ đô thần bí này, đâu có ngờ rằng, con gái của mình đã đắc tội với cậu Lý này, hơn nữa còn là đắc cái tội không thể nào tha thứ. Cho vệ sĩ đi phế người ta, bất kể có thành công hay không, ai có thể tha thứ được chứ? Sau việc này, không đến tính sổ với cô ta thì đã cảm ơn trời đất lắm rồi. Lưu Vinh Thành đã rất muốn chuồn về rồi. Nhưng ở đây là sân khấu trên nước, nếu không có thuyền, chỉ có thể rời đi từ cây cầu nổi phía sau. Bây giờ ở đó có lẽ đều là người của nhà họ Lý rồi. Lưu Vinh Thành nghĩ như vậy, trên trán toát mồ hôi lấm tấm. Đình Hương khoác cánh tay Lý Dục Thần, từ bên phòng nghỉ ngơi trên nước, bước lên thảm đỏ, chậm rãi đi ra. Lúc này, tất cả mọi người đều nhìn rõ khuôn mặt của cậu. Lý. Cũng có người nhận ra Lý Dục Thần. Anh ta chẳng phải là Lý Dục Thần sao? Lý Dục Thần là ai? Anh quen biết cậu Lý hả? Anh ta chính là chồng chưa cưới của Lâm Mộng Đình. Lần trước trên tiệc đón sinh viên mới của Đại học Nam Giang, tôi từng gặp anh ta. Hả? Không thể nào chứ? Vậy chẳng phải là, nữ chính của hôm nay là Lâm Mộng Đình ư? Có vẻ đúng là như vậy. Nhưng chẳng phải có tin đồn Lý Dục Thần đã chết rồi sao? Sao đột nhiên biến thành cậu Lý thủ đô? Làm sao Lý Dục Thần có thể là cậu chủ của nhà họ Lý? Chẳng lẽ các người không biết, trước đây anh ta là kẻ nhặt phế liệu ai? Làm sao có thể, trước đây nhà họ Lâm cũng là đệ nhất hào môn của thành phố Hòa, sao lại hứa gả con gái cho một tên nhặt phế liệu? Con rể ở rể mà, có gì mà kỳ lạ, có lẽ bát tự của anh ta hợp với nhà họ Lâm, có thể duy trì gia vận của nhà họ Lâm. Được rồi đấy, nhà họ Lâm đâu có gia vận, sắp phá sản tôi. He, lần này có kịch hay xem rồi, gia chủ của nhà họ Viên cũng ngồi ở đây đấy. Đúng thế, nếu nhà họ Lâm là nhà gái, làm sao họ dám phát thiệp mời cho nhà họ Viên? Đương nhiên những lời bàn luận này cũng truyền đến tai của Lưu Vinh Thành. Lưu Vinh Thành lặng lẽ thở nhẹ nhõm một cái, nhưng vẫn chưa nắm chắc. Ông ta quay đầu nhìn sang Viên Thọ Sơn, nhưng nhìn thấy Viên Thọ Sơn sầm mặt, là biết những gì mà mọi người đều là thật. Đương nhiên Viên Thọ Sơn đã nhận ra Lý Dục Thần. Trong lòng ông ta vô cùng chấn kinh,
không hiểu tại sao lại như vậy. Cậu Lý ở thủ đô. Chẳng lẽ Lý Dục Thần là con cháu đời sau của nhà họ Lý ở thủ đô? Viên Thọ Sơn không nông cạn như đám thanh niên, ông ta nảy lên ý nghĩ, suy nghĩ Lý Dục Thần và nhà họ Lâm làm như vậy có mục đích gì? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có một khả năng, chính là họ muốn đẩy Lý Dục Thần ra với thân phận con cháu đời sau nhà họ Lý ở thủ đô, lôi kéo thế gia hào môn của Nam Giang. Nhưng tại sao họ muốn mời người của nhà họ Viên chứ? Viên Thọ Sơn không hiểu nổi. Theo Lý, nếu nhà họ Viên không đến, chẳng phải họ sẽ càng dễ dàng thực hiện mục đích của họ sao? Dùng một lễ đính hôn được lên kế hoạch tỉ mỉ, với một cách khiến người ta chấn hãi để cho Lý Dục Thần xuất hiện, khiến mọi người tin anh thực sự là hào môn thủ đô, nói không chừng, thực sự có thể khiến nhiều người thay đổi thái độ, giúp họ vượt qua cửa ải khó khăn, ít nhất sẽ giữ thế trung lập trong cuộc chiến Viên Lâm. Con tin tức Lý Dục Thần đã chết là do nhà họ Lâm tung hỏa mù, mục đích là để nhà họ Viên buông lỏng cảnh giác. Hừ, nhất định là chủ ý của lão chó già Lâm Thượng Nghĩa nghĩ ra. Viên Thọ Sơn nhận định. Ông ta lạnh lùng nhìn Lý Dục Thần, nghĩ thầm, để xem các người có thể giở trò quỷ gì. Lý Dục Thần từ giữa sân khấu đi qua, ánh mắt nhìn chăm chằm vị trí của nhà họ Lâm, còn về những người khác, anh không quan tâm. Những lời bàn tán to nhỏ vang lên bên tai anh, giống như cơn gió thoảng qua. Tất cả mọi người ngồi ở nửa bên khu vực nhà họ Lâm đều vô cùng kích động, kể cả Mã Sơn. Tuy Mã Sơn biết Lý Dục Thần chưa chết, nhưng không biết sự sắp xếp lễ đính hôn hôm nay. Còn đám người chị Mai càng không biết. Nhìn Lý Dục Thần đi đến, trong mắt chị Mai thấp thoáng. Long lanh nước mắt. Tiểu Lý này, đồ xấu xa, hại chúng tôi lo lắng kinh sợi trong lòng bà ta oán trách, hận, vui mừng. Vợ chồng Lâm Thu Thanh và Nghiêm Tuệ Mẫn kinh ngạc nhìn Lý Dục Thần, không thốt ra lời. Nghiêm Tuệ Mẫn suýt bật khóc, trong lòng trách cậu con rể này, nhưng lại vô cùng vui mừng. Lý Dục Thần đi đến trước vị trí ngồi của nhà họ Lâm. Định Hương buông cánh tay của anh ra, cười hi hi nói với Lâm Mộng Đình, chị Mộng Đình, em giao anh Dục Thần cho chị đấy. Lý Dục Thần lên trước một bước, lấy ra một chiếc nhẫn. Chiếc nhẫn trông có vẻ rất bình thường, chỉ là một chiếc. Nhẫn bạc cũ nạm ngọc, nhẫn bằng ngọc cũ, không sáng, thậm chí còn hơi đen. Trên mặt nhãn nạm một viên ngọc long lanh trong suốt nho nhỏ. Lý Dục Thần không quỳ xuống cầu hôn như phương Tây hiện đại, chỉ mỉm cười nói, Mộng Đình, đồng ý đeo chiếc nhẫn này của anh không? Lâm Mộng Đình vẫn luôn cố gắng kiềm chế sự xúc động trong lòng, tất cả lo lắng, ấm ức, buồn tủi, đau lòng trong những ngày này đều bùng phát vào lúc này, nước mắt trào ra. Cô không biết rằng chiếc nhẫn không nổi bật này là một món pháp bảo không gian, bên trong có một không gian nhỏ. Cô vốn không bận tâm giá trị của chiếc nhẫn, chỉ muốn lúc này Lý Dục Thần đeo lên cho mình, cho dù là nhẫn làm bãng cỏ, thì cũng là thứ quý giá nhất trên đời. Không có lời ngọt ngào cầu hôn, chỉ một câu nói này đã đủ rồi. Em đồng ý, Lâm Mộng Đình nghẹn ngào nói. Lý Dục Thần đeo chiếc nhẫn lên tay Lâm Mộng Đình. Lúc đeo lên tay rất rộng. Nhưng Lâm Mộng Đình cảm thấy rõ ràng, chiếc nhẫn dường như vật sống, tự động thu nhỏ lại trên ngón tay của cô. Vòng nhẫn áp sát chặt vào da thịt, nhưng không gây khó chịu, ngược lại có một cảm giác dịu dàng thân mật, cứ như vừa sinh ra nó đã ở trên tay cô vậy. Cô lau nước mắt, trong lòng tràn ngập niềm vui, lại có chút không biết phải làm gì, không biết sau đó phải nói gì, phải làm gì. Chỉ đành đợi hành động tiếp theo của Lý Dục Thần. Nhưng Lý Dục Thần sau khi đeo nhẫn lên tay Lâm Mộng Đình, cũng không biết bước tiếp theo phải làm gì. Việc này khiến cho mẹ vợ Nghiêm Tuệ Mãn bên cạnh sốt ruột muốn chết. Bà ta đi đến, nhẹ nhàng đẩy Lâm Mộng Đình một cái. Cơ thể Lâm Mộng Đình vốn mềm yếu, soạt một cái, nhào vào lòng Lý Dục Thần. Trong lòng Nghiêm Tuệ Mẫn thầm nóng ruột tự nhủ, mau hôn đi. Mau hôn nó đi, ôi trời, tên ngốc này, làm mình nóng ruột muốn chết. Bà ta hận không thể đích thân lên. Đúng lúc này, trong đám đông đối diện có người cười lạnh lùng. Ha ha, thế ra thủ đô gì chứ, cậu ấm thần bí gì chứ, thì ra là một vở kịch vụng về tự đạo tự diễn của nhà họ Lâm thôi. Người nói câu này chính là Lưu Vinh Thành, chủ tịch của tập đoàn Vinh Thành. Vừa nãy Lưu Vinh Thành còn đang lo lắng sợ hãi vì con gái đắc tội với cậu Lý, bỗng phát hiện cậu Lý thủ đô này chẳng qua chỉ là con rể ở rể của nhà họ Lâm, lập tức cảm thấy nực cười. Ông ta cũng từng nghe nói về Lý Dục Thần, nghe nói võ công rất giỏi, rất biết gây chuyện, đã đắc tội với mấy gia tộc lớn.
Quan trọng nhất là, tên nhóc này xuất thân bình thường, nghe nói là kẻ nhặt phế liệu, được Lâm Thượng Nghĩa nhìn chúng mới định hôn ước. Vậy thì rất hiển nhiên, vở kịch này, chính là người nhà họ. Lâm tự đạo tự diễn. Mục đích là muốn Lý Dục Thần thành con cháu đời sau của nhà họ Lý ở thủ đô, khiến người ta nghĩ nhà họ Lâm đã có chỗ dựa mới, đảo ngược tình hình lụi bại hiện tại. Nhưng theo Lưu Vinh Thành thấy đây đúng là trò cười. Một nhà họ Lý ở thủ đô thì có thể khiến nhà họ Lâm thoát khỏi cái chết. Thì có thể khiến nhà họ Viên tha cho nhà họ Lâm. Lưu Vinh Thành đứng ra nói, không chỉ vì trong lòng có tự in, mà còn muốn thể hiện trước mặt Viên Thọ Sơn. Con gái à, vừa nãy con làm rất đúng, nên phế bỏ cậu ta. Lưu Hiểu Tinh cũng bình tĩnh lại từ trong chấn kinh, nghĩ đến chuyện xảy ra trên bờ hồ vừa nãy, thì tức không để đâu cho hết. Con nói mà, kẻ này làm sao có thể là cậu Lý thủ đô? Các vị, mọi người không biết phải không, vừa nãy ở bên hồ tôi đụng phải người này, thậm thà thậm thụt, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Anh ta thấy tôi xinh đẹp, còn muốn vô lễ với tôi, cũng may tôi đưa theo vệ sĩ. Lời này khiến toàn hội trường xôn xao, thì ra là người như vậy ư. Đúng thế, cũng thật không biết xấu hổ, còn muốn mạo. Nhận cậu ấm thế ra thủ đô. Tưởng rằng giở trò che mắt người khác, thì có thể lừa được mọi người, đúng là mơ tưởng hão huyền. Ha ha ha, nhà họ Lâm cũng thật nực cười, tìm một con rể ở rể nhặt phế liệu mạo nhận cậu ấm thủ đô, còn giữa đường vô lễ với thiên kim của chủ tịch Lưu, diễn hỏng cả vở kịch rồi. Mọi người anh một câu tôi một câu, ban đầu còn chỉ là chế nhạo, sau đó biến thành các kiểu tấn công độc ác. Định Hương nghe mà nổi giận, lớn tiếng nói, các người ăn nói linh tinh, anh Dục Thần không phải loại người đó. Cô ấy không nói còn tốt, cô ấy vừa nói, bên đó lập tức có người chỉ vào cô ấy nói, cô ta tên Định Hương, là đồng bọn với tên họ Lý kia, hồi nhỏ cũng đi nhặt phế liệu. Bây giờ học ở Đại học Nam Giang, bạn học với Lâm Mộng Đình. Ha. Chẳng trách làm phù dâu, quả nhiên là đã sắp xếp trước. Anh nhìn cô ta xem, cũng kiếm cơm bằng khuôn mặt. Một kẻ nhặt phế liệu có thể vào Đại học Nam Giang, chắc cũng dựa vào quan hệ với nhà họ Lâm. Các người, Định Hương tức đến không thốt ra lời, vừa nóng giận, nước mắt trực trào ra. Mã Sơn không nhìn nổi nữa, những việc khác anh ta không quan, nếu ai ức hiếp Định Hương, anh ta tuyệt đối dám xông lên liều mạng. Mẹ kiếp! Câm miệng hết cho tôi, Mã Sơn nhảy ra, giống như kim căng có đôi mắt giận dữ, tức giận nhìn phía đối diện. Anh ta vừa đứng ra, chị Mai, ông chủ Vương và sư phụ Vinh cũng đứng ra. Bốn người đều là cao thủ, vừa nổi giận, trên người có một luồng khí thế phát ra. Không khí ở hiện trường trở nên khó thở, lập tức yên tĩnh trở lại. Có điều phía đối diện cũng đều là thế gia hào môn, đâu có dễ dàng bị dọa sợ. Đặc biệt là các ông lớn của mấy nhà trong đó, họ cũng đều đưa theo vệ sĩ, có người không chỉ đưa theo một người. Các vệ sĩ đứng ra, nhanh chóng đứng thành một hàng trước mặt. Khí thế này, lập tức áp đảo bốn người Mã Sơn. Phạm Huệ Hoa cười lớn nói, nực cười, nực cười. Nhà họ Lâm thật nực cười. Lâm Thượng Nghĩa, ông sắp xếp vở kịch như này, không cảm thấy mất mặt sao? Lưu Vinh Thành nói với Viên Thọ Sơn, ông Viên. Nhà họ Lâm bày ra vở kịch như này, còn cố ý muốn mời ông đến đây, chẳng phải là sỉ nhục ông sao? Tuy biết rõ Lưu Vinh Thành có ý khiêu khích, nhưng ông ta nói không phải không có lý. Viên Thọ Sơn vô cùng hối hận hôm nay đích thân đến đây, kết quả trở thành trò cười. Thấy nhà họ Tiền và nhà họ Cao đều không đến, có lẽ là đã biết trước điều gì. Việc này khiến Viên Thọ Sơn càng thêm tức giận. Lâm Thượng Nghĩa, Viên Thọ Sơn lạnh lùng nhìn phía đối diện. Vì hôm nay, ông đã tốn không ít tâm tư phải không? Trông có vẻ cũng tốn không ít tiền. Tôi thừa nhận quá trình vừa nấy rất bất ngờ. Nhưng thế thì có ích gì chứ? Ông nghĩ bỗng dưng tạo ra một thế gia thủ đô thì có thể dọa được tôi chắc. Hay là cảm thấy như vậy mọi người sẽ ủng hộ hỗ trợ nhà họ Lâm? Lâm Thượng Nghĩa đứng ở đó, cơ thể không nhịn được khế run lên. Ông ta biết việc hôm nay là do Lý Dục Thần sắp xếp. Có thể dùng cách thức xuất hiện như này để cầu hôn với cháu gái của mình, Lâm Thượng Nghĩa rất vui mừng. Đây cũng là coi như đã thực hiện tâm nguyện của ông cụ. Nhưng ông ta cũng biết, Viên Thọ Sơn nói đúng, bất luận làm thế nào, cũng không thay đổi được kết cục của cuộc tranh đấu nhà Viên Lâm. Ông ta không nghĩ ra Lý Dục Thần còn có cách gì, trừ phi trực tiếp sử dụng võ lực. Nhưng nếu như vậy, nhà họ Lâm sẽ trở thành kẻ thù chung thật.
Hơn nữa phía sau nhà họ Viên còn có một tông sư Hà Trường Xuân của Tiền Đường. Lâm Thượng Nghĩa khẽ thở dài một hơi. Ông ta cũng nghĩ Lý Dục Thần tổ chức lễ đính hôn khác thường như vậy, là để tuyên bố thân phận nhà họ Lý thủ đô của mình, và lấy đó để kết giao với các thế gia hào môn, từ đó thay đổi cục diện. Cách nghĩ này chưa chắc không thể được, nhưng tuyệt đối không phải một lễ đính hôn đơn giản thì có thể đạt được. Nếu muốn thực hiện mục đích này, cần phải lên kế hoạch chi tiết hơn, chia thành nhiều bước, thực hiện từng chút. Theo Lâm Thượng Nghĩa thấy, Lý Dục Thần rất thông minh, nhưng vẫn còn quá trẻ. Viên Thọ Sơn thấy Lâm Thượng Nghĩa không nói gì, cười lạnh lùng một tiếng, Lâm Thượng Nghĩa, đừng nghĩ rằng thế gia hào môn của Nam Giang đều là kẻ ngốc. Ông xem đi, ở đây có ai ủng hộ nhà họ Lâm các người? Đúng thế, chúng tôi không phải kẻ ngốc, vốn không liên quan đến tôi, nhưng lần này, tôi đứng về phía ông Viên. Tôi cũng không đứng thế trung lập nữa, bắt đầu từ bây giờ, tập đoàn Vinh Thành, sẽ đứng về phía nhà họ Viên, kết thành đồng minh, Lưu Vinh Thành nhân cơ hội nói. Phạm Huệ Hoa cũng nói, tôi cũng ủng hộ ông Viên, ủng hộ nhà họ Viên. Sau bọn họ, những người khác cũng đều bày tỏ thái độ, lên án hành vi hèn hạ của nhà họ Lâm, thể hiện đứng về phía nhà họ Viên. Viên Thọ Sơn cười lớn ha ha, vẻ mặt thỏa mãn. Cơn giận vừa nãy tan thành mây khói cùng với việc ông ta và nhà họ Viên trở thành trung tâm. Trải qua lần này, nhà họ Viên sẽ âm thầm trở thành thủ lĩnh Nam Giang. Tuy thực lực vẫn không sánh bằng nhà họ Tiền và nhà họ Cao, nhưng mượn tình thế này, nhà họ Viên chắc chắn có thể lên một tầng cao mới. Sau này ít nhất có thể ngang băng với nhà họ Cao, thậm chí vượt qua cũng không phải không thể. Ha ha ha, Lâm Thượng Nghĩa, tính toán như ý của ông thất bại rồi, cái gì mà cậu Lý ở thủ đô, cái gì mà gặp gỡ thế gia Nam Bắc, bày trò vặt này vô ích thôi. Ông là như vậy, chẳng qua là tự chuốc diệt vong. Muốn làm thủ lĩnh hào môn, nhà họ Lâm các người không xứng. Ở đây, chỉ có tôi là có thể. Viên Thọ Sơn nói một cách hùng hồn. Trong lúc người nhà họ Lâm tức giận mà không nói được gì, Lý Dục Thần lên tiếng, lạnh lùng hỏi lại một câu, vậy sao? Mọi người đều ngẩn người, nhìn sang anh. Người nhà họ Lâm mừng thầm trong lòng, đặc biệt là Lâm Mộng Đình. Cô biết Lý Dục Thần không phải người thích xuất đầu lộ diện, hôm nay sắp xếp ra như vậy, chắc chắn là có dụng ý của anh. Dục Thần, cô khế gọi một tiếng. Lý Dục Thần mỉm cười với cô, ra ý bảo cô yên tâm. Sau đó nhìn sang Viên Thọ Sơn phía đối diện nói, gia chủ Viên, ăn nói đừng nói quá đắc ý. Ông cho rằng, hào môn của Nam Giang đều sẽ giống như con sâu trên mông ngựa, theo sau mông các người nịnh bợ chắc. Lời này đã chọc giận những người ở đối diện. Họ Lý kia, ở đây cậu có tư cách để nói chuyện hả? Đúng thế, một kẻ nhặt phế liệu, thực sự coi mình là cậu ấm thủ đô. Ông Viên đức cao vọng trọng, chúng tôi đều tôn kính ông A. Không phải là sâu trên mông ngựa gì hết. Cứng miệng cũng vô dụng, nếu không bị mù thì tự nhìn đi, có mấy người ủng hộ các người. Ở đây đều là người mến mộ ông Viên. Nghe những người này anh một câu tôi một câu, Viên Thọ Sơn khá là hưởng thụ, đắc ý nhìn người nhà họ Lâm. Người nhà họ Lâm lại tỏ vẻ mặt tức giận và cạn lời. Đúng lúc này, Thẩm Bình Nguyên ngồi ở chỗ cách không xa nhà họ Lâm bỗng đứng lên, Thẩm Minh Xuân bên cạnh ông A và mấy người tùy tùng cũng đứng lên. Thẩm Bình Nguyên đi về phía đối diện. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng nhà họ Thẩm muốn vạch rõ ranh giới với nhà họ Lâm, đứng về phía nhà họ Viên. Viên Thọ Sơn cười tủm tỉm nhìn sang Thẩm Bình Nguyên. Tuy có chậm trễ một chút, nhưng cũng coi như mất bò mới lo làm chi ông, nhà họ Thẩm vẫn coi như thức thời. Những người khác lại ầm thầm cười nhạo nhà họ Thẩm, đến lúc này rồi mới đứng lên chọn đội, đúng là quá chậm trễ. Nếu không với thực lực của nhà họ Thẩm, sớm ủng hộ nhà họ Viên có thể xử tệ với ông ta sao? Khi Thẩm Bình Nguyên đi đến giữa sân khấu, bỗng nhiên dừng bước chân, quay người, cung kính khom lưng với Lý Dục Thần, sau đó lớn tiếng nói. Thẩm Bình Nguyên tôi, thay mặt nhà họ Thẩm ở thành phố Gô, chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý và cô Lâm. Ông ta vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều ngẩn người. Cái gì, ông già này không phải điên rồi chứ? Thẩm Bình Nguyên lấy ra một tờ giấy, giao cho một tùy tùng, tiếp tục nói, đây là danh sách quà mừng của nhà họ Thẩm chuẩn bị, mời cậu Lý và cô Lâm, ông cụ Lâm xem qua. Tên tùy tùng đưa tờ giấy qua, giao cho Lý Dục Thần. Lý Dục Thần xem qua một cái, đưa cho Lâm Mộng Đình, Lâm Mộng Đình xem qua một cái, cầm qua đưa cho Lâm Thượng Nghĩa.
Lâm Thượng Nghĩa cầm trong tay, trong lòng vô cùng kích động. Lúc này, những thứ trên danh sách quà mừng không còn quan trọng nữa, mà là nhà họ Thẩm lại có thể đứng ra ủng hộ nhà họ Lâm vào lúc khó khăn thế này, khiến Lâm Thượng Nghĩa vô cùng cảm động. Theo bản năng ông ta vốn nghĩ rằng, nhà họ Thẩm nể tình Thông gia, nhưng lý trí nói với ông ta, sợ rằng không đơn giản như vậy. Lâm Thượng Nghĩa nhìn về phía Thẩm Bình Nguyên ở chính giữa sân khấu với ba phần nghỉ hoặc. Thẩm Bình Nguyên mỉm cười, nói, quà mừng, tôi đã cho người đưa đến Phủ Lâm ở thành phố Hòa rồi. Ngoài ra, tôi còn chuyện tuyên bố một chuyện. Nhà họ Thẩm ở thành phố cô và nhà họ Lâm đời đời tốt đẹp, nay nhà họ Lâm gặp khó khăn, đương nhiên nhà họ Thẩm không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất luận đối thủ là ai, nhà họ Thẩm đều cùng tiến lùi với nhà họ Lâm, mãi mãi kết đồng minh. Nhà họ Thẩm nguyện dùng hết sức lực toàn tộc, ủng hộ nhà họ Lâm vượt qua cửa ải khó khăn này. Rào rào. Lần này, toàn hội trường xôn xao bùng nổ. Thẩm Bình Nguyên điên rồi sao? Thế này chẳng phải là tuyên chiến với nhà họ Viên rồi. Tuyên chiến nhà họ Viên trước mặt ông Viên. Cũng thật điên cồng quá rồi, Thẩm Bách Vạn có biết không? Chắc chắn là biết chứ, nếu không, Thẩm Bình Nguyên sẽ nói ra lời này ư. Việc này đè lên số phận cả gia tộc đấy. Điên rồi, người nhà họ Thẩm điên rồi. Nhà họ Thẩm trước nay luôn khiêm tốn, thực lực không kém, ông nói xem ông ta ủng hộ nhà họ Lâm, liệu có? Không đâu, nhà họ Lâm sắp phá sản rồi, không ai cứu nổi. Đúng thế, ở thành phố cô nhà họ Thẩm là đệ nhất, nhưng không thể sánh được với nhà họ Viên. Huống hồ lúc này đứng ra, cũng đã muộn rồi. Mọi người bàn luận xôn xao. Thẩm Bình Nguyên đứng ở chính giữa sân khấu đã nghe hết tất cả, nhưng không thể hiện gì, điềm nhiên đi xuống, đến bên cạnh Lý Dục Thần, lại cung kính một lượt, sau đó qua bên người nhà họ Lâm bắt tay chúc mừng. Người nhà họ Lâm ai ai cũng kích động không thôi, việc này đúng là đưa than trong tuyết. Khi Lâm Thượng Nghĩa bắt tay Thẩm Bình Nguyên, ông cụ run rẩy nói, Bình Nguyên à, cảm ơn ông. Sau khi về, cũng thay tôi nói một tiếng cảm ơn với anh Bách Vạn. Thẩm Bình Nguyên cười nói, cụ Lâm à, ông đã có cháu rể tốt đấy. Lâm Thượng Nghĩa nhìn sang Lý Dục Thần một cái, cuối cùng chắc chắn, đây là công lao của Lý Dục Thần. Thẩm Bình Nguyên đưa người nhà họ Thẩm về chỗ ngồi. Viên Thọ Sơn cười lạnh lùng một tiếng, hừ, người ta đều nói Thẩm Bách Vạn một đời kiệt xuất, không ngờ cũng là kẻ tầm thường. Nhà họ Thẩm không tự lượng sức mình, đứng về phía nhà họ Lâm, đây là tự chuốc diệt vong. Nhà họ Thẩm sắp phá sản rồi. Hôm nay tôi xin nói tại đây, chưa đến 2 tháng, nhà họ Thẩm sẽ tiếp bước. Nhà họ Lâm, nghe thấy lời bá đạo kiên định như vậy, xung quanh bùng lên trận hoan hô reo hò. Chuyện tốt, ông Viên bá đạo, chúng tôi kiên quyết đứng về phía ông Viên, Lưu Vinh Thành nói. Ha ha, nhà họ Thẩm thì đã làm sao, chỉ là thêm một con dê béo đợi thịt thôi, Phạm Huệ Hoa nói. Lâm Thượng Nghĩa nghe thấy lời này, cũng thở dài một hơi. Đúng thế. Kết cục thất bại của nhà họ Lâm không phải dễ dàng cứu vãn, nhà họ Thẩm đứng ra, chỉ sẽ liên lụy đến họ mà thôi. Nghe vậy, ông cụ nhìn Lý Dục Thần một cái, lại thấy Lý Dục Thần mỉm cười, không nhìn ra chút lo lắng nào. Lâm Thượng Nghĩa không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ anh còn có thủ đoạn gì? Đúng lúc này, Triệu Tứ Hải ở phía không xa bỗng đứng lên, giống như Thẩm Bình Nguyên, cũng đi lên chính giữa sân khấu, quay người ôm quyền về phía nhà họ Lâm, cao giọng nói. Triệu Tứ Hải chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý và cô Lâm. Nhà họ Triệu tôi và nhà họ Lâm cùng ở thành phố Hòa, ở rất gần nhau, môi hở răng lạnh. Hôm nay, tôi thay mặt toàn thể gia tộc họ Triệu tuyên bố, nhà họ Triệu nguyện dùng hết sức lực toàn tộc, ủng hộ nhà họ Lâm, thề cùng tiến cùng lùi, cùng sống chết với nhà họ Lâm. Lời của Triệu Tứ Hải còn khiến người ta cảm thấy bất ngờ hơn lời của Thẩm Bình Nguyên vừa nãy. Dù sao nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm là thông gia, ai cũng biết, nhà họ Triệu và nhà họ Lâm luôn đối đầu nhau, vì tranh đệ nhất thành phố Hòa, hai nhà đã tranh đấu hơn 100 năm, không ai chịu phục ai. Sao đột nhiên nhà họ Triệu lại đứng về phía nhà họ Lâm? Đừng nói người khác không hiểu nổi, người nhà họ Lâm cũng không hiểu nổi. Lâm Vân kinh ngạc nhìn sang Triệu Tứ Hải đang bước lớn đi đến. Cậu ta và Lý Dục Thần giết vào nhà họ Triệu, cảnh tàn sát bốn phương nhà họ Triệu lại hiện lên trong đầu cậu ta. Lúc đó thực sự là cục diện hai nhà không chết không thôi. Trong lúc đang nghĩ, Triệu Tứ Hải đã đi đến, đầu tiên chúc mừng Lý Dục Thần và Lâm Mộng Đình,
rồi bắt tay Lâm Thượng Nghĩa và hai vợ chồng Lâm Thu Thanh, cuối cùng đứng đến trước mặt Lâm Vân. Cậu Lâm, chúng ta lại gặp nhau rồi, Triệu Tứ Hải nói. Gia chủ Triệu, trong lúc mơ hồ, Lâm Vân có cảm giác không chân thực. Triệu Tứ Hải cười ha ha, giơ ngón tay cái lên với Lâm Vân, thanh niên, tiền đồ vô lượng. Nói xong, rồi quay về chỗ ngồi của mình. Người nhà họ Lâm còn chưa định thần lại, những người phía đối diện đã rơi vào xôn xao. Ông Viên, ông nói xem nhà họ Triệu, là có ý đồ gì? Hừ, mặc kệ ông ta có ý đồ gì, chỉ là châu chấu đá xeo. Viên Thọ Sơn còn chưa nói hết, thì thấy ở vị trí chỗ ngồi nhà họ Phùng bên cạnh nhà họ Triệu, Phùng Thiên Minh từ từ đứng lên, chậm rãi bước đến chính giữa sân khấu, chắp tay nói. Phùng Thiên Minh, tôi thay mặt nhà họ Phùng ở thành phố Hòa, chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý và cô Lâm. Nhà họ Phùng nguyện dùng hết sức lực toàn tộc, ủng hộ cậu Lý, ủng hộ nhà họ Lâm, cùng tiến lùi với nhà họ Lâm. Nói xong, đi đến trước vị trí nhà họ Lâm, nói chúc mừng từng người. Ông ta còn chưa về chỗ ngồi của mình, cha Võ Anh, gia chủ nhà họ cha cũng đứng lên, đi đến chính giữa sân khấu, nói. Đầu tiên xin chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý và cô Lâm, nhà họ cha cũng là một thành viên của thành phố Hòa, cha Võ Anh tôi cũng hiểu đạo lý môi hở răng lạnh. Vì vậy, về chuyện này, nhà họ cha cũng ủng hộ nhà họ Lâm. Lời của cha Võ Anh không dài dòng như mấy nhà trước, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng. Như vậy, bốn gia tộc lớn thành phố Hòa là Lâm, Triệu, Phùng, cha cùng đứng trên một chiến tuyến, lại thêm nhà họ Thẩm ở thành phố Cô, cũng tương đương với thế lực khu vực Bắc Bộ tỉnh Nam Giang kết thành một sợi dây thừng. Việc này cực kỳ bất lợi với nhà họ Viên. Viên Thọ Sơn không khỏi cau mày. Đánh sập một nhà họ Lâm cũng không là gì, nhưng muốn cùng lúc đánh sập năm nhà phía Bắc này, sẽ vô cùng khó khăn. Cho dù có thể thành công, nhà họ Viên cũng phải bỏ ra cái giá đủ lớn. Đương nhiên những người khác cũng nhìn thấy điều này. Lưu Vinh Thành dường nhìn thấy cơ hội, nói ông. Viên, đấu với họ, nếu cần vốn, ông cứ việc lên tiếng, tập đoàn Vinh Thành tôi không có gì khác, chỉ có dòng tiền đồi rào. Lưu Vinh Thành không phải bốc phét, là hộ mới nổi đệ nhất Nam Giang, ông ta chỉ có tiền. Lúc này Viên Thọ Sơn cũng không khoe mẽ như vừa nấy, mỉm cười với Lưu Vinh Thành, chủ tịch Lưu khẳng khái, Viên mỗ nghi nhớ trong lòng. Nhưng thế ra phía Bắc nhỏ bé, tôi cũng chẳng coi ra gì. Họ đã liên hiệp lại với nhau, cũng tránh cho tôi phí sức, vừa hay, tôi nhân cơ hội này, san bằng thành phố Hoài. Lúc như này, lời nói càng bá đạo, càng có thể lôi kéo lòng người. Lưu Vinh Thành vội nói, ôi, ông Viên, vậy thì cả thành phố Hòa chẳng phải là của ông rồi sao? Đến lúc đó, ông không được quên chúng tôi đấy. Phạm Huệ Hoa cũng nói, đúng thế, ông Viên. Chỉ cần ông lên tiếng, chúng tôi chắc chắn xung phong trận. Mạc nguy hiểm, không oán một lời. Những người khác cũng đều bày tỏ thái độ, định chia một miếng bánh ngon thành phố Hòa. Viên Thọ Sơn chính là muốn hiệu quả này. Ông ta cười lạnh lùng, nhìn năm gia tộc lớn đã kết minh phía đối. Lúc này, Lý Dục Thần cũng vừa hay nhìn về phía bên này. Trong lòng Viên Thọ Sơn khẽ chấn động, mới nghĩ ra, sao năm nhà này lại kết minh. Chắc chắn là vì Lý Dục Thần, nhưng người thanh niên này đã sử dụng chiêu gì, khiến năm nhà bỏ qua xích mích trước đây, liên hiệp lại. Dựa vào võ lực, Viên Thọ Sơn lắc đầu. Không thực tế, nhà mình cũng có tông sư đứng sau, nhưng ở tiền đường, cũng chỉ có thể đứng thứ ba. Trừ phi cậu ta là thần tiên. Nghĩ đến những chuyện trước đây, đặc biệt là Viên Thế Kiệt, cháu trai của mình, một đứa trẻ thông minh lại biến thành kẻ ngốc, trong lòng Viên Thọ Sơn nổi lên thù hận vô biên. Hừ, năm nhà liên hiệp phải không, vậy thì tôi diệt hết các người. Lúc này, bỗng nghe có người nói, mọi người nhìn xem, có thuyền đến. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy một chiếc, thuyền chậm rãi đi đến gần thủy tạ. Thấp thoáng nhìn thấy một người phụ nữ đứng trên đầu thuyền. Sau khi chiếc thuyền đỗ lại ổn định, dưới sự bảo vệ của vệ sĩ, người phụ nữ xuống thuyền, đi lên thảm đỏ. Người phụ nữ mặc một chiếc váy lông chim thiên nga màu đen, mái tóc thả bay bay, rạng rỡ sáng ngời, đặc biệt là mỗi bước di chuyển, đều toát lên khí chất khoan thai. Bà ta chậm rãi đi đến, giống như minh tinh nổi tiếng đi trên thảm đỏ, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Ban đầu, mọi người còn nghĩ là minh tinh nào đó của ban tổ chức mời đến. Nhưng rất nhanh có người nhận ra,
đó là Tiêu Thập Nương của nhà họ Tiêu thành phố Tuyên. Sao Tiêu Thập Nương lại đến đây? Chẳng lẽ nhà họ Tiêu thành phố Tuyên cũng nhận được thiệp mời? Nhà họ Lâm này cũng thật suy nghĩ hão huyền, ngay cả nhà họ Tiêu thành phố Tuyên cũng mời đến. Phải nói rõ sự thực cho bà ta, tránh để bà ta không biết rõ tình hình, chốc nữa bị nhà họ Lâm lừa đấy. Đúng đúng, ai đi nói với bà ta? Lưu Vinh Thành lăng lẽ nói vài câu bên tai con gái Lưu Hiểu Tình. Lưu Hiểu Tình gật đầu, rồi liền đi lên. Vốn dĩ Phạm Huệ Hoa cũng muốn để con gái Phạm Duyệt Khanh đi nói, dù sao đối phương là phụ nữ, nếu không, ông ta cũng đích thân đi. Nhưng Lưu Hiểu Tình đã giành trước một bước, có chút không vui, nhưng cũng không còn cách nào. Luận thực lực, hộ mới nổi Lưu Vinh Thành này thực sự có tiền, luận dung mạo, Lưu Hiểu Tình xuất chúng hơn con gái mình, đặc biệt là cả bộ váy kim cương, quá nổi bật. Lưu Hiểu Tình lên đón Tiêu Thập Nương, đon đả nói, chị Tiêu, chị còn nhận ra tôi không? Tiêu Thập Nương nhìn cô ta mấy cái, áy náy nói, xin lỗi, cô là. Tôi là Lưu Hiểu Tình, bố tôi là Lưu Vinh Thành, chúng ta từng đến thành phố Tuyên, còn cùng chị ăn bữa cơm, Lưu Hiểu Tình nói. Ồ, Tiêu Thập Nương hiểu ra nói, tôi nhớ cô, thiên kim của tập đoàn Vinh Thành, hôm nay cô đẹp quái. Cảm ơn chị Tiêu, chị mới xinh đẹp đấy. Lưu Hiểu Tình không phải là lấy lòng, mà là nói thật. Ngoại trừ Tiêu Thập Nương hơi lớn tuổi một chút, luận dung mạo khí chất, đúng là cô ta không thể sánh được. Lại thêm thực lực của nhà họ Tiêu thành phố Tuyên bày ra ở đó, Lưu Hiểu Tinh đâu dám khoe mẽ trước mặt Tiêu Thập Nương. Chị Tiêu, chị đến tham dự lễ đính hôn của cậu ấm thủ đô phải không? Tôi nói với chị đừng để bị lừa. Vốn không có cậu ấm thủ đô gì hết, chỉ là một vở kịch tự đạo tự diễn của nhà họ Lâm thành phố Hòa thôi. Lưu Hiểu Tinh bô bô cái miệng nói. Tiêu Thập Nương cười mà không nói gì. Đợi cô ta nói xong, Tiêu Thập Nương mới nói, cô Lưu, cảm ơn cô đã nhắc nhở, nhưng những gì tôi biết hình như không giống như cô nói. Tôi quen cậu ấm thủ đô đó, nếu cậu ta là kẻ lừa đảo, thì tôi là đồng bọn của kẻ lừa đảo rồi. Nói xong, mỉm cười, ném lại Lưu Hiểu Tinh, đi về bên phía Lý Dục Thần. Lưu Hiểu Tinh khó hiểu, mơ hồ đi về chỗ. Lưu Vinh Thành hỏi cô ta, thế nào? Con đã nói chưa? Sao Tiêu Thập Nương vẫn đi về phía đó? Chị ta nói quen biết với cậu ấm thủ đô, họ cùng một phe, Lưu Hiểu Tình nói. Cùng một phe, Lưu Vinh Thành kinh ngạc nhìn qua. Chỉ thấy Tiêu Thập Nương đi về phía Lý Dục Thần, cười nói vui vẻ mấy câu, sau đó đi đến chính giữa sân khấu, cất cao giọng nói. Các vị, xin lỗi, tôi đã đến muộn. Đầu tiên, chúc mừng lễ đính hôn của cậu Lý cũng là em trai của tôi. Lý Dục Thần và cô Lâm Mộng Đình, chúc hai người ngàn năm hòa hợp, như đôi thần tiên. Nghe thấy lời của bà ta, mọi người đều thấy kỳ lạ. Em trai, làm sao Lý Dục Thần lại là em trai của Tiêu Thập Nương? Viên Thọ Sơn có dự cảm chẳng lành, họ đã đoán được tiếp sau đây Tiêu Thập Nương sẽ nói gì. Nhà họ Tiêu thành phố Tuyên, thực lực không tầm thường đâu. Nhà họ Thẩm của thành phố cô và mấy nhà của thành phố Hòa còn dễ nói. Cùng chung một thành phố với nhà họ Lâm, nhưng tại sao nhà họ Tiêu thành phố Tuyên cũng đến xen vào chứ? Quả nhiên, Tiêu Thập Nương nói tiếp, bố của tôi vốn dĩ cũng muốn đến, nhưng vừa mới hồi phục sức khỏe, không thể đi xa mệt mỏi, nên bảo tôi thay mặt ông ấy. Tôi thay mặt bố của tôi, cũng thay mặt nhà họ Tiêu thành phố Tuyên, tại đây tuyên bố, kết thành đồng minh với nhà họ Lâm thành phố Hòa, cùng vượt qua cửa ải khó khăn. Nói xong, liền mỉm cười đi đến trước mặt Lý Dục Thần. Lấy ra chiếc hộp nhỏ, nói, em trai, tôi biết cậu không thiếu thứ gì, người làm chị như tôi, cũng không có. Thứ gì tặng cậu, cái này, coi như món quà chúc mừng lễ đính hôn của cậu và cô Lâm. Lý Dục Thần nhận lấy chiếc hộp, mở ra xem, trong lòng chấn kinh. Trong chiếc hộp chính là miếng ngọc cổ đã từng nhốt hồn phách của Tiêu Dạ Bạch dưới đáy mộ tổ của nhà họ Tiêu. Lúc đó anh chỉ cảm thấy miếng ngọc này không tầm thường, còn bảo Tiêu Thập Nương giữ gìn cẩn thận. Tốt nhất là đặt về mộ cổ, hoàn toàn phong cấm lối vào mộ. Cho đến sau này đến thủ đô, sau khi tìm được tàn bích thiên hồn ở khu nhà họ Lý, mới nghĩ đến, miếng ngọc cổ của nhà họ Tiêu chính là một trong tàn bích thiên hồn. Không ngờ Tiêu Thập Nương lại đưa ngọc đến. Chị, cái này, Lý Dục Thần biết, ngọc cổ đã đặt trong mộ tổ nhà họ Tiêu, chắc chắn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với nhà họ Tiêu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 29.